Ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có rất nhiều những cái đẹp, cái hay để chúng ta ghi nhận. Nhưng mà có một cái mà chúng ta có thể ghi nhận, và một trong những cái đẹp đó chính là cái đức hy sinh của mỗi người chúng ta trong cuộc sống này. Cuộc sống này nó trở nên có ý nghĩa và nó có thành tựu được một số việc gì đó là nhờ chúng ta mỗi người đều có hy sinh trong đó. Mà quý vị muốn nhìn kỹ lại thì nếu mà không mỗi ngày chúng ta sống mà thiếu cái đức hy sinh thì hình như không có việc gì nó có thể thành tựu được. Sở dĩ nó thành tựu được là tại vì chúng ta có để tâm hy sinh cái gì đó. Thí dụ như hy sinh thời gian, hy sinh công sức, hay là hy sinh của cải để công việc nó có thể đi tới tốt được. Ví dụ hôm nay một số quý vị là hy sinh giờ làm để đi ra tận phi trường. Có thể là quý vị trước đó mấy ngày cũng đã hy sinh thời gian để dọn dẹp, để chuẩn bị, và hình như không có việc gì trong cuộc sống hàng ngày mà thiếu sự hy sinh. Thí dụ mỗi bữa ăn ở chiều, nếu mình có cặp mắt chánh niệm và trái tim chánh niệm mà chúng ta nhận diện đó, thì một buổi ăn chiều cũng đã là có sự hy sinh. Nếu người kia không hy sinh cái mệt nhọc sau khi đi làm về thì làm gì chúng ta có một bữa ăn. Thành sự nếu mà chúng ta có được một chút chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận diện ra rằng bữa ăn chiều cũng có sự hy sinh trong đó. Rồi ăn xong rồi ai cũng mệt rồi, nhưng bây giờ trong nhà 5 người, không lẽ sanh nạnh không ai rửa chén, thì phải có một người làm gì? Rửa chén. Nói cho cao cả là hy sinh. Còn bây giờ mấy em nó chọc nó hy sinh. Nhưng mà thật sự ra nếu mà không có một người đứng ra chịu trách nhiệm cái đó thì ai rửa chén? Thì người khác, người này rửa chén thì có nhiều người khác chịu khó quét nhà. Thành thử nói lớn lao thì hy sinh, nhẹ nhàng thì đó là bổn phận. Mà nếu không thấy bổn phận thì đâu có hy sinh. Cho nên trong cuộc sống chúng ta không ai không có bổn phận, và không ai vì thấy bổn phận cho nên sự hy sinh mà không cần tuyên bố. Nhưng mà thật sự đó là sự hy sinh. Mà có thể người đó không cần phải tuyên bố tôi hy sinh, nhưng mà chúng ta nhận diện đó là sự hy sinh. Để làm gì? Để chúng ta trân trọng tất cả những gì người đó làm. Có thể người đó không cần ai biết đến. Mà cái gần gũi nhất là cha mẹ hy sinh cho con. Quý vị thấy nghiệm lại coi phải không? Cha mẹ hy sinh cho mình hy sinh cho con cái. Có nhiều vị đâu có muốn ra nước ngoài ở đâu, nhưng mà vì tương lai con cái, phải ra nước ngoài để con cái có được một cái cơ hội học hỏi và vươn lên. Chứ tuổi già rồi ở trong nước sướng hơn, nhưng mà vì con, anh em nó bảo lãnh nhau, bảo lãnh cả gia đình, thôi mình đi hội nhập vào một cái đời sống mới. Tiếng tâm không biết, có chân mà đi đâu cũng được, có mắt mà nhìn gì cũng không biết, có tai mà không hiểu họ nói gì. Thành thử cũng như là người què, người đuôi, người điếc. Khi mà qua tới đây rồi, chữ biết mình không biết chữ. Họ nói thì họ nghe, mình cứ quơ quơ vậy thôi. Nói chung là đó là hy sinh. Anh cũng có thể hy sinh cho em, nhưng mà tại vì mình nghĩ rằng hy sinh là cái gì nó lớn, thiệt là lớn, cho nên mình quên những cái chuyện rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mà thường thường mà giận nhau là giận từ cái lớn hay giận từ cái nhỏ? Nó gom cái nhỏ là nó giận. Hôm trước nói một câu là tôi bỏ qua rồi, hôm nay nói nữa,
Đó, thành thử là sở dĩ mình giận nhau là vì mình cứ để tâm để ý những cái lặt vặt đó, nó mới ra cái chuyện lớn. Thế thì chúng ta nếu mà với cái sự tu tập chánh niệm thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này cái nhỏ vậy chứ nó có vỏ. Nếu chúng ta có chánh niệm, có thực tập thì chính cái nhỏ nhỏ này sẽ duy trì bao nhiêu tình thương, tình cảm trong cuộc sống. Vợ nấu ăn, chồng ra phụ dọn chén, chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tự nhiên nó làm cái hạnh, nó làm cái hình ảnh đẹp trong không khí gia đình. Con nó thấy cha mình phụ mẹ, có thể một hai lần nó thờ ơ, rồi mình có thể nhắc con thấy ba ra phụ mẹ không, con ra phụ ba. Thì con không thấy ba ra phụ mẹ, con ra phụ mẹ. Nhiều khi nhỏ nhỏ vậy đó, trong cuộc sống mà nó là cái hình ảnh đẹp vô cùng trong tim con cháu. Có thể mai mốt mình mất đi, nhưng mà nhắc tới ba, I have a great dad, he always beside my mom and give my mom my help. Khi nhắc tới ba, nó có biết bao nhiêu cái đẹp của ba nó nói. Mà chuyện nhỏ nhỏ vậy đó. Nhiều khi ba ngồi ăn cơm, coi ăn không hết, ba xớt ba ăn chứ ba không kêu bỏ thùng rác. Thật sự ra chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình dạy cho con bài học là không phí thức ăn, mà mai mốt có thể nó sống như vậy với con đó. My dad always eat my left food, the food that I left over. Và nó sẽ sống như vậy với con cái nó. Cho nên sự truyền dạy đôi lúc không bằng chữ nghĩa, mà bằng cái cách sống mỗi ngày của chúng ta. Vì sao mà có làm được việc đó? Chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh, để tâm ý trong mỗi giây phút cuộc sống. Mà chúng ta sống được như vậy thì thật sự rất đẹp. Hy sinh mà không có gì để hy sinh. Và chúng ta chỉ thấy rằng đó là cái cách sống của chúng ta. Nhưng mà người khác người ta thấy mình có hy sinh trong đó. Cho quý vị thấy á, gần gũi nhất là cha mẹ hy sinh cho con cái. Rồi đôi khi trong gia đình có những đứa con rất dễ thương, hy sinh rất nhiều cho cha mẹ. Nhưng mà đôi khi mình không có nhận diện những cái hy sinh đó thì mình có thể làm buồn con. Mình quá nhiều những cái đòi hỏi làm cho con cái khổ đau, khó chịu. Làm sao mẹ cũng không ưng ý, làm sao mẹ cũng không vừa lòng. Cho nên một người thì đối tốt, nhưng mà chúng ta phải có chánh niệm, biết nhận diện và tiếp nhận tất cả những gì chúng ta được có. Thứ tư vừa rồi ở bên Perth, thì thành phố Hòa có nói một cái việc đó. Phật có dạy trong kinh một cái câu: nếu ai đối xử với mình như thế nào, phải như vậy mà tác chứng. Nghĩa là ai làm gì cho mình, mình cũng phải nên như vậy mà chứng nhận vui vẻ. Mình đòi hỏi nhiều là mình khổ, mà mình biết nhận diện những gì người ta làm là ngay giây phút đó mình hạnh phúc. Và có đôi khi người ta đối xử vậy xong, người ta nói tôi thấy tôi lo cho anh chị chưa đủ, người ta ráng nữa. Còn mình đòi hỏi người ta ghét không thèm làm. Còn nếu mình cái gì mình cũng nhận hết thì ta cảm thấy sao? Dễ thương quá, ta hết lòng ta làm tiếp. Không tin bữa nào làm thử này. Đừng có đòi gì hết trơn á, ai hỏi gì cũng đưa ok hết. Rồi mai mốt người ta thấy mình không đòi mà ta tự dâng. Còn mình đòi nhiều chừng nào, mình hỏi nhiều nào, dẹp không có đòi hỏi gì hết á. Ở trong cuộc sống của chúng ta, sự hy sinh. Nhiều khi mình thấy một cái việc, mình thấy một cái việc là nó rất nhỏ vậy đó, nhưng mà ở trong cuộc sống này, nếu không có những cái người hy sinh như vậy, chúng ta không có mình đâu. Mới có nói cha mẹ nha, vợ chồng, con cái, gia đình, bà con quyến thuộc hy sinh cho nhau. Rồi bây giờ mình nói tới thầy tổ thôi.
Một thầy giáo mà có lòng với học sinh, thầy giáo đã hy sinh rất nhiều thời gian để mà giáo dưỡng một người học trò. Ở trong đạo cũng vậy, một cái người thầy mà nhận một người đệ tử nó khác, với nó khác lắm. Vì mình nhận người đệ tử đó giống như mình có một người con, và mình thương yêu người đệ tử đó như là con của mình. Và cái cách mình chăm sóc người đệ tử đó, từ miếng cơm, miếng áo, sự học hành, sự dạy dỗ, sự nhắc nhở mỗi ngày, để cho người đệ tử đó trở thành một bậc rương cột trong đạo pháp. Cho nên một người thầy mà nhận một người đệ tử không phải như một cái hệ thống, nơi vô đây nó phải làm cái này, cái 1, 2, 3, 4 vậy rồi phát lương hay thế này. Không. Người đệ tử, người thầy phải thương người đệ tử như chính con ruột của mình. Chăm sóc từ cái áo, từ miếng ăn, từ giấc ngủ, nhắc nhở từng cái bước đi, từng cử chỉ. Dạy giống như mình dạy người con của mình vậy. Dạy quét nhà, dạy rửa chén, dạy xếp quần áo. Ngoài chuyện dạy kinh sách, ngoài chuyện dạy kinh điển, còn dạy những cái lặt vặt trong đời sống. Bưng một ly nước cho khách phải như thế nào, quý tôn đức đến chùa con phải làm sao, vân vân. Để chi? Để mai mốt mình không còn thì người đó tiến lên là một bậc thầy mà có được những cái hạnh đức đó. Mai chiều người đệ tử đó có thể không còn tu, nhưng cái hình ảnh thầy mình sát bên mình dạy cho mình từng cử chỉ không mất. Rồi họ cũng sống được cái đẹp đó. Họ nói hồi đó thầy tôi dạy tôi vậy đó. Cho nên trong, ở trong gia đình thì chúng ta hy sinh con cho cha mẹ, cha mẹ cho con. Ví dụ trong kinh Du Lan vậy đó, ước mẹ nằm khô ráo phần con, thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờn chẳng ghế. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao truốc, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Rồi chưa nói là trong khi mình ở trong bụng mẹ, điều thứ nhất là giữ gìn tha giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Đó là 10 cái ân đức của cha mẹ. Đó là mình trong cuộc sống mà có bao giờ mẹ tuyên bố tôi hy sinh cho con tôi không? Không. Tại vì cái đó là tình thương đương nhiên vậy đó. Mẹ là thương con, không cần đặt vấn đề. Nhưng với cái nhìn của chúng ta, chúng ta thấy được sự hy sinh của người đó. Vì cái sự, nếu mà người đó hy sinh mà tuyên bố hy sinh thì đâu còn là hy sinh. Mà cái đó là khoe khoang hay là tính công. Cho cái người làm người ta không nói, nhưng mình sống, mình có trái tim, mình có cặp mắt, mình nhìn nhận cái đó. Để làm gì? Để mình biết trân quý, không chê bai, mà chúng ta còn nương vào cái đó để chúng ta sống, làm đẹp mình và trân trọng những gì người đó làm. Cho nên nó hay vô cùng. Và cái đó gọi là gì? Cái sống của chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta nhận hết tất cả những cái đó. Đó là mình nói thầy hy sinh cho đệ tử.
Quý vị biết là trong Phật giáo Việt Nam có nhiều vị tổ, nhiều vị trưởng lão hòa thượng hy sinh rất nhiều cho đạo Phật Việt Nam. Ví dụ như quý vị nào có cơ hội đọc những cái tài liệu mà nói về sự chấn hưng Phật giáo Việt Nam khoảng 1920 đổ về sau, mà người tiêu biểu ở trong miền Nam đó là hòa thượng, đó là tổ Khánh Hòa ở Bến Tre. Và ngài nói một câu: đạo Phật sẽ suy tàn nếu hàng tăng lữ thất học. Cho nên ngài đi khắp miền Nam vận động chư tổ, chư hòa thượng thời đó để cùng nhau mở trường Phật học, tiếp độ chư tăng để hướng dẫn chư tăng có sự học hành. Và lúc đó ngài là người đề xướng cái tờ báo của Phật giáo thời đó là tờ Pháp Âm, mời các vị học giả viết bài để cho mọi người được nghiên cứu, học hỏi, hiểu biết về đạo Phật. Giống như con cái mà không biết gì về cha mẹ thì cái gia đình nó suy thoái. Thì một người mà không hiểu biết gì về cái đạo của mình đang tín ngưỡng đi theo thì cũng không được. Người ta có thể chê trách, phê bình mà mình nín chẳng nói gì được, vì mình có biết gì về đó đâu nói. Ví dụ bây giờ Phật tử Việt Nam á, mà không biết tại sao mình phải có cái bàn thờ tổ tiên, thì cái người mà người ta không hiểu biết đó, người ta cố tình người ta xuyên tạc là mình nín thinh, mình thấy người ta nói đúng, vì mình không biết được cái ý nghĩa cái bàn thờ tổ tiên để làm gì. Và người ta bắt đầu xuyên tạc đấy, để mấy cái hình này nè là ma nó dựa vô đây, ai mà ngồi trên bàn đó mà thờ và cúng, quá trời mê tín. Mình thấy đúng chứ, tại mình đâu có biết cái gì đâu, mình không biết thì làm sao mà mình cứ làm thôi, thì rõ ràng là mê tín. Không tín mà không hiểu thì gọi là mê, cho nên là mê tín. Tin làm mà không hiểu thì gọi là mê tín. Cho nên mình phải có bổn phận hiểu được tại sao chúng ta thờ Phật, tại sao chúng ta có bàn thờ ông bà, tại sao chúng ta phải để bình hoa trái cây trên bàn thờ mà các tổ đã làm, đã hướng dẫn cái điều đó. Các trường Phật học được mở ra, cho nên đó là sự hy sinh của các tổ. Trong đó có tổ Khánh Hòa, tổ Khánh Anh, tổ Huệ Quang, mà người tuyên phong đầu tiên đó là tổ Khánh Hòa ở Bến Tre. Mình đọc những cái tài liệu đó để mình thấy được những cái đạo hạnh, những đức hy sinh của tiền bối, để rồi làm gì? Mình cũng học hỏi theo người xưa. Nếu mình không có đại hy sinh thì cũng có tiểu hy sinh. Chứ còn nếu mình sống đời này mình không hy sinh thì chuyện gì nó ra lẽ. Cho nên việc gì cũng có người hy sinh. Ví dụ như trong cái ngành Hoằng Pháp á, các thầy giảng sư Hoằng Pháp á, là nương theo cái hạnh của ngài Phú Lâu Na. Tại vì trong 10 người đệ tử lớn của Đức Phật, thưa đại chúng, Đức Phật có rất nhiều vị đệ tử đặc sắc, nhiều lắm. Nhưng mà có 10 vị được chọn, trong đó có ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất. Và có lần ngài đi về cái làng đánh cá để ngài thuyết pháp, mà Đức Phật biết rằng cái làng đánh cá đó dân họ dữ lắm, cho nên trước khi ngài Phú Lâu Na đi là Đức Phật cảnh cáo trước: thầy Phú Lâu Na, thầy biết hôm nay thầy đi về cái vùng đó dân đánh cá đó dữ lắm không? Nói dạ con biết. Mà thầy biết không, lỡ mà thầy thuyết pháp mà họ không nghe,
mà họ lấy cây, lấy gậy họ đánh thầy thì làm sao? Nói nhà bạch Đức Thế Tôn, họ có đánh con thấy họ cũng hiền, tại họ mới đánh con bằng cây chứ họ chưa lấy dao, họ chém con, họ đâm con. Rồi nó lỡ mà họ lấy nghĩa là dao gậy hay là họ hành hung thầy làm sao? Nói nhà bạch Đức Thế Tôn, nếu mà mình chết cho chánh pháp thì sự hy sinh đó cũng đó. Đức Phật nói vậy là thầy có đủ khả năng và bản lãnh đi về cái vùng đó. Cho nên là các thầy trong ngành hoằng pháp đó, thờ tổ Phú Lâu Na như tổ trong ngành hoằng pháp vậy đó. Cũng giống như cải lương mà thờ tổ cải lương vậy đó. Hay là các chư ni thờ Ngạ Nang như tổ của chư ni vậy đó. Tại vì nhờ Ngạ Nang mà chư ni mới được đi xuất gia. Cho nên có một số chùa ni tạc tượng hình, vẽ hình Ngạ Nang để mà tưởng niệm tri ân. Hay là ngày xưa mà kế mẫu của Đức Phật là bà Mahabhasabade, chúng ta thường gọi là Kiều Đàm Di Mẫu, không hy sinh để mà xin Đức Phật nhận cho người nữ đi tu. Và lúc đó Đức Phật không nhận, bà cùng 500 cô trong hoàng cung đi bộ đến tịnh xá bằng chân không. Lẽ ra là quý phi không mà phải đi bằng giày chứ, tại sao vậy? Mà vậy là muốn chứng minh cho Đức Thế Tôn biết rằng Đức Thế Tôn và tăng đoàn đầu đội trời chân đạp đất thì chúng con đây cũng sẽ làm được điều đó. Cho nên đi bộ từ kinh thành tới cái nơi đó chân chảy máu. Ngạ Nan đi xa về thấy ngài Kiều Đàm Di Mẫu và các 500 vị đứng khóc, chân thì chảy máu mà khóc ở ngoài nắng như vậy. Di Mẫu đi đâu đây giờ này? Chúng tôi đến xin Đức Thế Tôn đi tu mà Đức Thế Tôn không cho. Đức Thế Tôn nói mấy bà mà vô chùa là chùa mệt lắm, xin 5 lần 7 lượt Ngạ Nan vô xin. Cuối cùng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên vô. Đức Phật mới nói tôi đâu phải không muốn đâu, nhưng mà phải suy nghĩ kỹ lắm á. Rồi cuối cùng các ngài mới nghĩ ra được cái cách nào cho vẹn toàn, không đi ngược lại với cái phong tục thời đó là coi thường người nữ. Thật ra Đức Phật lúc đó nhận các vị nữ là một khó khăn cho Đức Phật, vì cái thời đó người nữ không có giá trị. Mà nếu đưa họ vô trong một cái tăng đoàn mà tu tập để trở thành những cái người mà ngang bằng với các vị nam là một cái sự cách mạng thay đổi lớn. Đức Phật phải suy nghĩ thật kỹ cách nào vẹn toàn, vừa bảo hộ được cho người nữ tu mà vừa không bị họ chỉ trích. Chứ Đức Phật không phải không thương mình. Và đồng thời người đầu tiên xin Phật đi tu thời đó là một bà hoàng hậu đương kim, là một người được mệnh danh là kế mẫu của Đức Thế Tôn. Mà nếu Đức Thế Tôn nhận một cách dễ dàng như vậy, người ta có thể dị nghị và cũng không làm cho bà tu được giỏi, vì bà nghĩ rằng ta đây là hoàng hậu đi tu. Cho nên Đức Phật rất là sâu sắc, nghĩ rất kỹ và nhiều chiều, chứ không phải như cái nhìn của chúng ta bây giờ thấy vậy cái nói Đức Phật kỳ thị. Nhưng mình hiểu được cái bối cảnh lúc đó, tâm tình của Đức Phật, thì mình sẽ thương Phật. Và các vị nữ mà ngày nay được đi tu phải thấy được cái tâm tình đó thì thương Phật, và tu phải giỏi như vậy để đền cái ơn của Phật là tiếp nhận mình vào tu. Thí dụ vậy. Cho nên Đức Phật á, mình nói ngay cái Đức Phật cũng là người hy sinh rồi đó. Một thái tử mà bỏ cả hoàng cung là hy sinh rồi chứ gì nữa. Rồi cởi áo thái tử mà để đổi chiếc áo cà sa là hy sinh chứ gì nữa. Ăn uống ở trong hoàng cung ngon lành quá mà không chịu mà đòi đi buffet ngoài đường. Đức Phật là người là chế ra buffet đầu tiên đó. Ngài ôm cái bát ngài đi,
rồi ai thích gì bỏ vô cho ngài. Cho bây giờ mà mình mà cầm cái dĩa mà đi tự self service là mình là bắt chước Phật. Phật là người create cái style buffet. Và bây giờ là các người ta modern, ta cạo đầu, Phật modern trước. Cũng giống như quý vị nhìn một vị tướng lãnh thời nhà Lê, ngài Lê Lai, đã hy sinh cứu Chúa, phải không? Mình là người Việt là ai cũng biết câu chuyện Lê Lai cứu Chúa. Tại vì lúc mà bị quân giặc đánh mà dồn vô thế kẹt rồi, Đức vua Lê Lợi mới nói: trong các khanh đây ai là người dám hy sinh thế trọng đánh lừa quân giặc? Im lặng hết. Lúc đó chỉ có tướng Lê Lai. Hạ thần xin thay thế, lấy áo của vua mặc vào, dụ quân địch đi để cứu vua. Còn hy sinh chứ gì nữa. Bà Trưng, bà Triệu, hy sinh chứ gì nữa. Các anh hùng của dân tộc thời nào cũng có. Và ngay cả công chúa Huyền Trân, con của vua Trần Nhân Tông, cũng hy sinh để lấy vua Chàm, ban giao giữa nước Việt với Chàm thời đó. Cho nên từ ở trong đất nước những anh hùng dân tộc đi vào xã hội, đi vào trong đạo, và quý vị sẽ thấy rằng cái đức hy sinh nó tràn ngập trong cuộc sống này. Và khi chúng ta có chánh niệm nhận diện được đức hy sinh của mỗi người xung quanh mình, thì chúng ta biết chấp tay trân trọng hết tất cả những gì mà người khác làm cho mình, và không có phàn nàn, và chỉ thấy rằng đó là sự đóng góp, sự hy sinh. Chẳng những không phàn nàn mà chúng ta còn mở tâm gì nữa, chấp nhận hoan hỷ tất cả những gì người khác làm cho mình. Có một ví dụ, người ta hy sinh, người ta nấu cho mình một nồi chè sơ nước. Mà quý vị nấu chè sơ nước là phải nấu đậu, rồi phải đánh đậu, rồi làm gì nữa, phải vò viên đậu, rồi phải nhồi bột, rồi bắt viên, luộc, thắng nước đường, đem lên cho mình biết bao nhiêu công, mấy tiếng đồng hồ để có được nồi chè mình ăn vô phán chè gì lạc nhất. Thì quý vị thấy không, một người ta hy sinh suốt một cái buổi nấu chè mà mình chỉ có ăn thôi, mà chúng ta cũng phủ nhận luôn mọi sự đóng góp của họ, có tội không? Thật sự là chánh niệm để làm gì? Chánh niệm để chúng ta sống dễ thương. Sống dễ thương là chúng ta biết chấp, biết nhận diện những gì người khác làm cho mình. Và gần gũi nhất là cha mẹ, bà con, quyến thuộc, anh em, những người xung quanh. Từ trong gia đình ra tới xã hội, vào tới trong chùa, đâu đâu cũng có những người hy sinh. Và nhà Phật gọi những người đó là ai? Là Bồ Tát, là đại sĩ. Bồ Tát là gì? Là những người có thử tánh giác giống con người thường như chúng ta, nhưng tu tập giác ngộ, gọi là hữu tình giác. Rồi Bồ Tát là sau khi xong rồi, họ không an hưởng cái giác của họ, họ đi tiếp tục làm cho những người giác ngộ theo, gọi là giác hữu tình. Bồ Tát có hai nghĩa: hữu tình giác, giác hữu tình. Và đó là cái cách dịch của ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang đã dịch chữ Bodhisattva, Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏa, nghĩa rằng hữu tình giác, giác hữu tình. Còn ngài Kumala Thập dịch chữ Bồ Tát là gì? Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đó là cái cách dịch của ngài Kumala Thập. Là Bồ Tát là người có tâm Bồ Đề rộng lớn, gọi là đại đạo tâm, để hy sinh, để thành tựu cho tất cả cho chúng sanh. Ví dụ ha, mẹ một nắng hai sương mua tảo bán tần để nuôi con ăn học làm bác sĩ. Đó,
Mẹ là người đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, thành tựu cho một con người có địa vị trong xã hội qua cái cực khổ của mẹ. Như vậy với cái nhìn của đạo Phật, Bồ Tát khắp nơi khắp chốn chứ không phải trong chùa. Bồ Tát có bốn điều phát nguyện cho thân tâm của mình. Một, tâm như đại địa. Bồ Tát phải phát nguyện rằng tâm tôi như mặt đất. Để làm gì? Để nuôi dưỡng tất cả chúng sanh. Cũng giống như cỏ, cây, hoa, trái đều từ mặt đất mà mọc, thì tôi nguyện làm một mảnh đất để thành tựu cho mọi người. Pháp Hòa nhớ thầy, Pháp Hòa thầy nói với Pháp Hòa, thầy với con bây giờ phải làm người lót đường cho mấy chú nhỏ. Hai thầy trò mình phải hy sinh làm đường cho các chú nhỏ, tại vì các chú sẽ là người tiếp nối mình. Nhưng mà các chú chưa đủ kinh nghiệm thì mình phải làm sẵn để các chú mai mốt tiếp tục con đường. Cho nên Bồ Tát là người phát nguyện làm nguyện tâm như đại địa để nuôi dưỡng chúng sanh. Mà điều đó rất đúng. Bây giờ quý vị nhìn đứa con của mình, có phải từ nhỏ tới lớn mà mình nuôi nó không? Nuôi nó không phải chỉ ngày ba bữa đâu, nuôi đủ thứ kiểu hết. Rồi, nguyện tâm như đại địa, nguyện tâm như kiều thuyền. Cái cầu là chiếc thuyền, là cái cầu đưa chúng sanh qua biển khổ. Chúng sanh mà khổ mới tìm tới Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Mình mà khỏe khỏe thì xá xá ngày thôi, còn khi nào mình tới ngày mình quỳ bắt nước mắt mình ràng rụa, mình vuốt da ngày mình vuốt mà vuốt tóc là biết dữ dội lắm rồi. Còn khi mà mình mà không có chuyện gì hết trơn, cái chân Bồ Tát đóng bụi. Còn bữa nào mình mà có chuyện cái thôi tới vuốt ngày nhổ mà ngày không dám nói. Nguyện tâm như đại địa, nguyện tâm như kiều thuyền, nguyện tâm như đại hải. Để làm gì? Để đưa chúng sanh tới chỗ chân như, là tới cái chỗ nhận chân được cái đạo lý, cái chân thật. Nguyện tâm như hư không, nguyện thân như hư không. Tâm có ba điều: tâm như đại hạ địa, tâm như đại hải, tâm như kiều thuyền. Còn thân thì Bồ Tát nguyện thân như hư không để bao, để ôm bắp, để bao gồm chúng sanh. Phong và con biết có những gia đình hội Việt Nam nghèo, gia đình có một cái áo bà ba, mẹ buổi sáng đi bán xôi, canh bán cho lẹ về, phơi cái áo sơ sơ cho nó ráo mồ hôi, con gái mặc áo mẹ đi học. Mình đâu có tin nổi, nhưng mà sự thật. Bây giờ gia đình ở bên Mỹ giàu có tiền của, nhưng không bao giờ phí. Mà ngược lại, làm bao nhiêu tiền ngoài lo cho gia đình, có dư lo cho người khác. Đó là hữu tình giác và giác hữu tình. Có những người, người ta đang còn trong biển khổ, mình bây giờ khá rồi, làm kiều thuyền đưa họ qua biển khổ. Nếu mà chưa qua được, ít nhất họ cũng lên thuyền với mình, họ cũng an tâm lọ được chứ. Đó là cái lời nguyện của Bồ Tát. Đối với chúng sanh, Bồ Tát có bốn điều phát nguyện. Một, vị độ giả, linh đắc độ giả. Nếu chúng sanh nào chưa được độ, tôi nguyện sẽ khiến họ được độ. Thí dụ như bây giờ á, mình có một cái người thân mình chưa hiểu đạo, đó là vị độ rồi đó, vị là chưa, người đó chưa được độ, mình tìm mọi cách giúp cho họ được độ.
Thí dụ như quý vị nói, ồ, trước khi thầy nói tiếng Việt thầy nói một chút tiếng Anh. Thật sự cái tâm đó là tâm gì? Tâm mong mỏi các con em mình được độ, vì nó chưa được độ. Mà nếu mình nói được 30 phút mà nó nghe nó chán 20 phút cũng còn 10 phút lúc đầu đỡ dân gian. Cho nên là mình đi tụng cầu siêu. Những người mà còn sống đó, đời nào mà họ đi vô chùa, nhưng mà bữa nay ba chết, mẹ chết, buộc lòng phải mời ông thầy tới tụng. Mà trong cái nghi lễ là ông tụng, mình phải quỳ đó mình nghe. Bây giờ mình sẽ tụng sao cho họ được độ, cho mình tụng tiếng Việt. Cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn nào cũng thấy, mà tôi thấy có những tâm hồn còn sống đây nhưng mà rất cô hồn. Cô hồn là gì? Là một cái hồn bất phượng, cô đơn, không ai nương tựa, là cô hồn. Đâu phải người chết mới cô hồn. Có những người sống trên thế gian này mà tâm hồn không có chỗ nương tựa là cô hồn chứ gì nữa. Cho nên cúng cô hồn là ý nghĩa mà mình nói cái ý là ở cúng cho họ, nhưng mà thật sự trong cái ý niệm độ tử, ý niệm độ sanh đó. Tại vì sao? Vì quan niệm của đạo Phật là sanh tử và tương dung. Mình sống sờ sờ mà thật sự như đã chết, tại vì mình không hiểu đạo. Ăn không biết ngon, thực bất tri kỳ vị. Người ta nói mà mình không nghe, không hiểu, tính như bất quan. Thấy mọi cảnh khổ mà vẫn chơ chơ là thị như bất kiến. Thấy người ta khổ mà vẫn chơ, nghe người ta khổ mà vẫn tinh thản. Ăn mà không biết vị là ba điều tâm bất an. Tâm bất tại an, thấy mà như không thấy, thị như bất kiến. Ăn như mà không biết vị hương của nó. Cho nên vì người nào chưa được độ, Bồ Tát khởi tâm vì họ mà muốn độ. Đó là cái tâm đối với chúng sanh. Cho nên mình muốn kiểm lại, mình Bồ Tát hạng nào, được how much percent. Có nhiều người nói, ôi trời ơi chết đi, đó là không phải Bồ Tát. Này là mình nghe người ta khổ. Ví dụ bây giờ mình không có gì đó, mà thấy người ta khổ phát tâm, tôi nguyện ngày nào đó nó được hiểu, nó sống tốt. Cho nên các bạn thấy có nhiều bậc cha mẹ, thầy ơi thầy vuốt đầu nó cho nó nghe lời một phần, rủi nó vuốt lại thầy nó mở thầy. Nhưng mà mình vẫn vuốt. Tại sao đúng không? Vì mình thương mẹ. Tâm lòng của người mẹ đối với người con, vì tâm lòng đó là mẹ luôn mong mỏi con làm sao đi cho đúng đường, sống cho thành tựu. Thấy con mình ngỗ nghịch trước đầu, lòng mẹ đau xót. Bồ Tát vậy đó, thấy chúng sanh chơi vơi khổ mà vẫn không có hiểu, thì Bồ Tát cũng xót thương chúng sanh như mẹ mà xót một người con. Cho nên có những cái tượng quý vị thấy Quan Âm ngồi chấm ca hết ý. No idea. Nếu chúng sanh chưa được độ, khiến cho họ được độ, vị độ giả ứng đắc độ. Giả là người chưa được độ, khiến cho họ được độ, vị độ giả linh đắc độ. Người chưa được giải khiến cho họ được giải. Chữ giải là gì? Là hiểu. Người chưa hiểu khiến họ được hiểu. Mà cái người mà có cái tâm vậy, ta tận tâm, ta chỉ dẫn. Thí dụ mình thấy người đó, ta không biết làm đó, con không biết làm đó con, lời đây ta chỉ cho làm.
cái người như vậy là tâm của Bồ Tát. Còn nếu mà mình nói trời là thầy ngu quá, dạy nhiêu cũng biết thôi khỏi thầy dạy, thì cái này không phải là tâm của Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát đối với chúng sanh là người chưa được độ phải khiến họ được độ, người chưa được giải phải khiến họ được giải. Cho nên cái ý niệm như vậy mình mới tổ chức pháp hội, hy vọng những người chưa được giải, tức là chưa được hiểu, giờ họ nghe pháp mà họ được hiểu. Cho nên tất cả những người làm trong công việc hoằng pháp, in kinh, ấn tống, làm băng dĩa, đưa bài pháp lên những thước, vân vân, tất cả những công việc đó là công việc của Bồ Tát vì chúng sanh. Ở cái trường hợp này gọi là người chưa hiểu thời khiến họ được hiểu, người chưa an khiến họ được an, người đó sống bất an, mình tìm cách mình nói để cho họ an. Cho nên không được hù dọa người khác. Người ta bất an mình phải nói sao cho tâm người ta an. Bước vô nhà ta, trời ơi tôi thấy nhà chỉ có bộ lạnh này nha. Rồi, không biết lạnh cỡ nào mà ta nghe là tối nay ta mất ngủ rồi. Vậy hả chị? Chị tin tôi đi. Tôi có sức sense. Rồi, đi chỉ bàn thờ này thờ trật, bàn kia, ông Phật kia thờ đúng. Ở trời ơi, thấy không? Nhà chị lộ sổ hoài, tại ông Quan Công cầm cái kiếm không đúng. Ai biết ông Quan Công hồi xưa cầm kiếm sao? Mà bây giờ nhìn cái tượng Quan Công đó, ông thờ đúng thờ sao? Người ta đã quá bất an. Cuộc sống vốn đã không an, mình lại làm cho nó thêm bất an bởi những cái tà kiến, bởi những cái quan niệm sai lầm của chúng ta. Thì làm sao mà Bồ Tát? Chứ cái người nào mà ta luôn luôn ta nói cái điều an tâm cho mình biết, họ có thể họ không biết đó là tâm hạnh của Bồ Tát, nhưng mà trong bản thân họ nó đã lưu xuất được cái tâm niệm là không nên làm cho người khác sợ hãi. Dù họ không biết đó là tâm niệm của Bồ Tát, nhưng mà cái đó là tâm niệm của Bồ Tát. Cho nên mấy đứa nhỏ nó vô chùa cái gì nó không đúng rồi, tội chết đi con. Khi biết nó thấy hình như đạo này đạo tội đi. Gì tội á, tự nhiên chứ đi nghe Phật cũng cứ đầu tội nghe con. Nó lỡ nó biết nó chỉ tay vô Phật đụng lấy tay chỉ Phật tội con. Không lẽ nó nói gì không cho nó chỉ lấy cái mặt hết tất vậy hả? Không phải vậy, đâu Phật đâu có phải chuyện đó. Rồi mình sắm chén dĩa nồi nơi gì đó, mấy đứa nhỏ nó biết nó đem ra nó nấu mặn về, trời ơi biết điều cũng đập cái nồi vậy đó. Tội nghe, ăn về tội nghe. Nó không biết cái gì đâu mà cho dù nó làm cái điều đó cũng cái gì hết. Cho nên người chưa an phải làm cho họ an, chứ không phải nói những điều làm cho họ bất an. Quý vị thấy Đức Phật có một cái ấn gọi là ấn vô ý, ấn vô ý Phật dư. Thường thường qua Thái Lan, qua cái nước Nam Tông thấy có một tượng Phật, Phật đưa tay. Đây là cái ấn vô ý. Mà ấn nghĩa là gì? Là biểu lộ của tâm. Ví dụ mình nói chuyện mình hay vô tay, ví dụ đấy, chỗ đó có một đấy. Đấy, ấn. Nhưng có cái ông năm vô, ông muốn mua thịt quay, ông mua vịt quay, nó bán cho tôi một cái bà bán, bà nghe bà khoái quá, tự nguyên con, bà đem bà chặt bốt, bà nguyên con, cái ông ấy, một nửa. Trời ơi, đưa một cái bà, cái bà khoái quá, tự nguyên con, chật nguyên con, một nửa, bà ghét. Ấn là biểu lộ của ta. Cho khi mình nói chuyện mình đưa tay để biểu lộ, nói lên cái tâm với mình. Thì mình vô thăm bệnh,
vô thăm bệnh. Bác đừng có sợ, ở đây bác sĩ hay lắm. Thôi con về nha, bữa nào con tới thăm bác. Này, nói mà đưa tay. Con phải là ấn không? Con cái ấn ok. Ấn number one, ấn chất lầu, ấn vua. Ấn là cái symbol, cái siêu, nó represents your heart, your mind. Cho nên Phật ấy, ngồi Phật để cái tay ở lòng bàn chân, đó là một ấn. Ấn đó gọi là ấn gì? Ấn hàng phục ma quân, gọi là ấn hàng ma. Để cái ấn đó là biểu tượng sự định tĩnh của một người đang ngồi đó. Đức Quan Âm bắt cái ấn này. Ấn này là ấn cát tường, ấn an lành. Đức Phật bắt cái ấn trước đây, ấn chuyển pháp luân, đưa bàn tay chạm mặt đất, ấn địa xúc, chạm xúc, nghĩa là biểu tượng cho giây phút hiện tại. Cho nên mình nó đôi khi cái ấn vô ý này nè, mình đặt trên tay một người khác, nắm tay họ, bác khỏe nha, bữa nay con tới thăm bác, con thấy bác hồng hào tốt lắm, vừa nói mà thấy cái tay làm sao. Địa xúc, xúc chạm để làm cho người ta cảm được sự tình cảm. Người kia sợ hãi quá, toàn tay lên vai họ, rồi không có sao đâu, có mẹ đây là con. Con niệm Phật, con ngủ là con hết ác mộng. Cho nên ấn của Phật để làm gì? Để nói lên định lực của ta, sức mạnh của ta, xác định một vấn đề, đưa cái ấn lên. Cũng giống như mình nói chuyện, mình nói chuyện mình đưa một cái dấu hiệu của tay để xác định một cái việc mình. Vì người chứa em phải làm cho họ em, cho nên không hù dọa người ta. Mà Bồ Tát có ba điều cho: tài thí, pháp thí, vô ý. Vị niết bàn, linh giả niết bàn, người đó chưa được niết bàn phải làm cho họ có niết bàn. Niết bàn là gì? Là sự bình an của tâm. Nirvana, no mean no, vana mean negatives. Once your mind have no negatives, you in nirvana. Nirvana is not a destination, it's a kind of peace deep in your mind. Niết bàn không phải là nơi chốn để chết với tâm. Niết bàn là một trạng thái khi tâm bình. Cho nên mình thuyết pháp, mình tổ chức tụng kinh, mình tổ chức ngồi thiền, mình tổ chức niệm Phật, mình tổ chức khóa tu, tất cả những cái đó để đưa người vô niết bàn. Ví dụ mình tổ chức sám hối, thì cái ý niệm của người ta là ôi, mình còn một người còn nhiều nghiệp chướng phải sám hối. Ví dụ như thế, thì khi mà họ quan niệm mà còn nghiệp chướng chạy sám hối, thì cái giây phút đặt tâm mình vô sám hối, chí thành an năng lỗi mình làm, bằng cách là nói lên theo lời kinh: đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm, đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng biển trần khổ lâu đời, luân lạc với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm tháng, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu bất vượng, hôm nay trông thấy đạo quý hoàng. Có thể mình không nói ra được, nhưng mà chư tổ viết sẵn lời đó, mình đọc cái lời đó, tâm mình nghiêm theo đó, giây phút đó mình tịnh lắng, mình dứt đi tất cả những ý niệm xấu, những hành động xấu, những lời nói xấu trong một giờ đồng hồ sám hối, là mình có sự an tịnh, đúng không? Mà an tịnh như cái đó là có niết bàn. Phật có niết bàn phương tham, mình là niết bàn phạt tham. Nhưng mà nếu đó,
sám hối là cái gì? Tôi có tội gì đâu mà sám hối, thì anh mãi mãi tạo nghiệp. Sám hối đi làm gì? Sám hối cho đã rồi mai làm nữa cũng vậy thôi, thì anh cũng không có giây phút nào hưởng được. Cho nên tụng kinh một giờ đồng hồ có thể lo ra hết 50 phút, nhưng mà ít nhất cũng còn lại 10 phút dớt dát. Hoặc là thậm chí 60 phút tụng kinh, tuy tâm ý còn mong lung, nghĩ lung tung, nhưng ít nhất thân lúc đó đã niết bàn. Thân không còn trạo trực, thân ngồi yên để tụng, thân được an tịnh. Nghiệp chúng ta tạo ra ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà nếu giây phút đó ý còn nghĩ, mà ít nhất thân nó cũng có tốn, miệng nó cũng tốn tụng lên chứ. Mà nếu mà tao rảnh cứ bắt lên, chị nay có đi chùa không? Chùa cái gì lạ không? Nhưng mà giờ phút đó không có nói tụng chứ. Hân khẩu ý tạo nghiệp và tụng thời kinh, ý có thể còn nghĩ nhưng mà ít nhất khẩu và thân tụng. Cho nên tụng kinh không phải là vô ích. Nó tụng như con vẹt không hiểu tụng đã cái gì. Bộ không tụng cái nó hiểu rồi. Kháng kinh giả minh Phật chi lý, 1 triệu khó tập kinh tụng kinh, trước sau gì cũng sẽ sáng tỏ cái lý đó. Huống chi bây giờ quá nhiều các thầy chú giải, giải thích kinh sách. 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cho nên người chưa được niết bàn khiến cho họ có niết bàn. Mà niết bàn là cái trạng thái khi tâm mình được tỉnh lại, chứ không phải là một nơi chốn để chết mình ở. Một vị Bồ Tát đối với chúng sanh chưa độ làm cho họ được độ, chưa hiểu, nếu chúng sanh chưa hiểu làm cho họ hiểu, nếu chúng sanh chưa an làm cho họ được an, nếu chúng sanh chưa có niết bàn làm cho họ có niết bàn. Mà có niết bàn không có nghĩa là đưa họ đi đâu, mà tạo mọi hoàn cảnh phương tiện cho họ có một chút niết bàn. Ví dụ hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi tịnh, thì nếu mà ai thật sự đi theo cái cách thức ngồi tĩnh thở, quý vị lắng xuống yên tĩnh trong lòng mình 5-7 phút rồi lại giây phút đó là niết bàn. Rồi vậy chúng cứ nghĩ đi, một ngày mình nát bàn nhiều hơn niết bàn. Cho nên giây phút nào mình tu là giây phút đó có ăn lại. Một cái bánh mình ăn chưa có no, nhưng mà ít nhất cũng no được một cái bánh. Ăn tới cái bánh thứ 6, thứ 7 nó mới no, thì không có nghĩa là cái bánh thứ 7 này nó làm mình no, nhưng mà nó phải nhờ 6 cái bánh trước nó làm cho mình. Còn không ăn thì không có no. Ăn một cái no một cái, ăn hai cái no một cái. Cho nên thấy được như vậy, ai tu kiểu nào mình cũng trân trọng. Ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được. Đừng có nói ngồi thiền có chừng điên, niệm Phật là không đúng, mai mốt rồi biết được lạc tiên phương đâu mà về trì chú. Không, người ta tu là mình bận. Thật sự ra có mình toàn là dân uống thuốc không. Có ai mà uống thuốc này chê chị uống thuốc? Mình uống thuốc chứ mình ngồi thiền. Thì mình ngồi thiền đứng chê người niệm Phật, người niệm Phật đứng chê người ngồi thiền. Cả hai uống thuốc hết á. Nhưng mỗi người kiểu bệnh thì mỗi người uống mỗi kiểu thuốc. Mà hiểu được như vậy thì mình đủ. Là cái tâm của chúng sanh là người chưa an khiến họ được an, người chưa độ khiến họ được độ. Và đồng thời bây giờ cái người người ta khổ quá, người ta chưa có đủ sức để người ta ngồi thiền, bây giờ người ta bệnh này, người ta uống này, người ta cái tâm niệm người ta là tụng thời kinh cho họ cảm giác là họ được sự cầu an.
họ chư em tinh độ cho thấy tụng thời kinh. Nhưng mà khi mình tụng về lại em nè, mình an trước à, mọi người đã nghe cái sức, cái lực an của mình họ tự. Cho nên người mà đối với tâm và thân của Bồ Tát, nguyện tâm như đại hải, tâm như đại địa, tâm như kiều thuyền, còn thân thì như hư không, tôn mắt. Thôi hôm nay có quà về thăm đạo tràng Quan Âm phải không? Phải không? Mà hãy nói tới Đức Quan Âm thì ai cũng biết là một Bồ Tát cứu khổ. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là cái cứu khổ là một ý niệm tốt mà không gọi là hy sinh. Bồ Tát cũng hy sinh vì chúng sanh. Rồi bây giờ mình có cặp mắt chánh niệm, mình sẽ nhìn thấy rằng đức hy sinh này nó tràn ngập trong cuộc sống mỗi ngày. Ở cái chỗ đó nó có tuyết, người ta lấy cát người ta rải để cho đường nó được trơn, người khác đi một tay. Bây giờ Cali đang cháy rừng, càng ngày lửa càng lớn mà chưa có dập tắt. Quý vị thấy là các người, các anh lính cứu hỏa mà làm việc ngày đêm mà vẫn chưa làm gì được. Nhà người ta cháy biết bao nhiêu, hơn 90.000 hecta đất bị cháy rồi, hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi, cơ sở làm ăn. Thì mình thấy rằng có những người người ta phải hy sinh lớn, là mất mát rất lớn. Có những người, có một lần họ biết có cái chỗ đó ở dưới cái tầng hầm của cái cơ quan đó, nó bị một chất độc gì nó thải ra, mà người nào xuống đó vừa xuống tới là lăn ra chết. Thì có cái anh đó, người Việt, ảnh là một cái người mà người ta nghĩ rằng ảnh có thể có khả năng dập tắt cái việc đó, thì không biết hình như xuống lúc đó ảnh vừa vô tới đó ảnh lật ảnh người ta chết hết mà ảnh không chết. Nhưng mà cuối cùng ảnh bệnh tay chân co bắp lại, người quéo lại, bây giờ vẫn còn sống cả chục năm nay thôi, chỉ vì đi xuống cái chỗ đó mà cứu một cái nơi đó, vì cái đó là cái giới của anh. Nhưng mà có lẽ lúc đó cái độc nó quá nặng và cái sự protect nó không đủ, anh bị lệnh Pháp Hòa có tới thăm anh. Thì Pháp Hòa đưa với đại chúng là với cái tâm mình nhìn, với cái chánh niệm của mình, không có chê ai hết, không có phủ nhận tất cả những gì người khác làm cho mình, mà phải mở lòng chấp nhận, trân trọng, cảm ơn. Tự nhiên mình sẽ thấy cuộc sống mình nó khác lắm. Cái nhìn của mình bây giờ nó rất là positive, không có thấy ai mình ghét hết, người nào mình cũng trân quý. Và tự nhiên mình thấy mình sống vậy mình thoải mái vô cùng, trong tâm mình không có chứa những cái niên. Thì tự nhiên người nào ta làm gì đó trong mình, người ta cũng cảm thấy được sự bình ổn, họ không có sợ. Ví dụ như mình hay bắt lỗi, cái người nào mà tới nói chuyện mình ta sợ lắm, tại vì ta biết mình hay bắt lỗi, ta nói mà ta dè dặt từng câu từng chữ, ta nói mà ta thoải mái. Quý vị để ý con ta. Rồi cái người nào mà hay chê khen, trời ta làm gì đem lên ta sợ gặp người đó, ta sợ lắm, tại vì cái người này hay khen chê. Ta nữ mình tập cho thành mình một cách sống mà người khác nghe tới tên mình là ta rùng mình, ta sợ. À, nó không đúng với cái câu các vị Bồ Tát phát nguyện. Những người ai thấy tên, nghe tới tên tôi, thấy hình tôi đều phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đó là trong cái bài sám quy mạc thiền sư Di Sơn nói không? Xin mọi người mà hãy ai nghe đến tên tôi, thấy hình tướng tôi đều phát tâm Bồ Đề. Còn mình sống làm sao, tu làm sao không biết, mà nghe tới tên mình thấy dáng mình xa xa mà ta ruột mình trước ta kiếm chỗ mà lắp là mình biết.
đó là cái đức hy sinh. Đức hy sinh là gì? Là chúng ta biết nhận, và chính chúng ta đã từng sống như vậy. Và mình cứ đặt mình, nếu mình làm việc nhiều cho người khác mà không ai biết cân quý cái điều mình làm, cái mình cũng buồn mình. Đấy không? Thành nhưng mà Bồ Tát thì ta chẳng có bao giờ vậy. Nhưng mà ý ở đây mình nói cái lẽ thật trong cuộc sống, đứng trên cái mặt cuộc sống giữa con người với con người, ngày nào chúng ta cũng nhận được sự hy sinh của người khác, và chính chúng ta cũng hy sinh, và cuộc sống nó trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn nhờ cái đức hy sinh của mình. Và có một câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta nghe thì rất dễ mà hình như làm thì rất khó. Và cái này tiếng Hán gọi là tri dị hành nan. Tri là biết, dị là dễ, hành là làm, nan là khó. Tri dị hành nan. Nhưng mà nếu mà chúng ta tri nan mà hành dị á nó khỏe rồi. Nhưng mà đa số chúng ta là biết thì dễ mà làm thì khó. Vì vậy cho nên chúng ta mới là người mình, mới là mình. Chứ còn nếu mà mình á hành giải tương ưng, hành là gì? Là làm. Giải là chỗ mình hiểu biết, tương ưng tức là nó song song với nhau, nó đi một lượt với nhau. Nếu mà hành giải tương ưng gọi là tổ. Còn tại vì mình tri dị hành nan cho nên là chúng sanh. Còn không mình làm tổ hết rồi. Nhưng mà giờ mình cũng làm tổ đó. Tổ trưởng. Nghĩa là làm thì không bao nhiêu, nhưng mà muốn sai người khác làm, muốn bắt người khác tu mà mình khỏi tu. Cho nên hình như xung quanh mình đó, mình ắt ai cũng tu hết đó. Người nào vô chùa lạng quạng là mình dạt hết. Lạng quạng là mình đốn hết đó. Mà rốt cuộc mình quên. Cho nên á, ngày xưa có một cái vị cư sĩ đó, ông mới đứng trước đám đông. Cái này là thời Phật à, chuyện này là thời Phật à. Có một ông cư sĩ đó, ông đứng trước đám đông, ông mới nói những cái điều, thí dụ, ôi đời là vô thường, mình sống là sắc dục là không có tốt, tình cảm là lăng nhăng, ông nói đủ thứ hết á. Nhưng mà ông cặp quá nhiều bồ, ông quan hệ tình cảm với người này, ông dụ dỗ người kia. Thưa đại chúng, ai biết biết không? Chư thiên biết. Chư thiên là ai? Là những cái gì mà chúng ta tự trong tâm linh của mình biết. Cho nên ngày xưa Việt Nam mình hay nói làm gì cũng có hai bên giai giác, người ta ghi sổ hết. Nghĩa là gì? Nghĩa là đôi vai của mình, hai người nhận biết sáng tối, tốt xấu gì có người ghi sổ hết. Thì vị chư thiên này biết được cái ông nói như vậy, cho nên mới thốt lên một bài kệ để nhắc nhở ông, làm cho ông sanh cái sự hổ thẹn tàm quý mà ông phát tâm xuất gia tu học. Và câu chuyện đó còn được kể lại trong kinh. Có một cư sĩ đứng trước đám đông thì khoe khoang, tôi là người giữ giới miên mật, năm giới tôi chưa phạm giới nào. Mà nói giống tổ bố, nói giống là tại vì đến cô này nói anh chưa có vợ, đến cô kia nói anh chưa có người yêu, em là người duy nhất anh yêu, trong mắt anh em là tất cả. Rồi qua cô khác, em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Chư thiên biết. Chư thiên là chư thiên biết, cho nên chư thiên xuất hiện và nói một bài kệ nhắc nhở ông. Ông sanh tâm hổ thẹn. Thì cuộc sống của chúng ta có đôi khi chúng ta làm cái điều không có đúng, mà chính chúng ta không thấy. Và thậm chí chúng ta nói cái điều nó hơi quá, thì như có một người nào nhắc nhở mình, người đó là chư thiên đó. Người đó là chư thiên, chứ chư thiên cũng không nhất thiết phải ở trên trời đi xuống. Nhưng mà một người nào đó chứng biết cho mình,
Ví dụ Việt Nam mình, Việt Nam mình, mình làm cái gì đó qua đây cái mình nổ, mình khoe, nhưng mà không ngờ khoe nhầm cái người hàng xóm. Ta biết mình 6 câu giọng cổ thêm câu lý nữa, thì nó nói anh lần sau anh nổ vừa thôi, tôi còn đây. Cho nên mình mới có cái chữ hổ thẹn để làm gì? Để ngăn cái đó, để thắng cái đó lại. Tiếng Hán gọi là tàm quý. Thế nào là tàm? Tàm là tự mình xấu hổ với mình. Thế nào gọi là quý? Xấu hổ với người. Để định nghĩa chữ đó, đại chúng nhớ 4 chữ thôi: tàm tự quý tha. Tàm tự nghĩa là gì? Tự mình tàm. Tha là người. Mình hãy xấu hổ với người, hổ với mình mà thẹn với người, gọi là hổ thẹn. Hổ với mình mà thẹn với người. Hổ là gì? Người ta nói mình không đúng, người ta nói không đúng mà mình cứ nhận lấy cái đó là hổ quá. Cái đó gọi là gì? Ugly tiger. Xấu hổ. English translation. Xấu hổ là ugly tiger. Cho nên á, có một bài kinh khác, có một bài kinh khác Đức Phật nói trên đời có 4 thứ trái cây. Có những trái á, thì ngoài sống mà ở trong chín, nghĩa là ở ngoài nhìn dở mà thực chất trong rất tốt, ngọt ngon. Có những người ta không có bề ngoài nhưng mà người ta có thực chất. Quý vị ở đây có ăn chôm chôm không? Thường thường mình đi mua chôm chôm á, nhiều khi cái rau của nó héo queo à, mình tưởng đâu là nó xấu mình không mua. Thường thường là mình lựa trái mà nó còn tươi rói phải không? Nhưng mà những lúc vậy nó mắc lắm. Bữa nào mà nó cái rau nó héo queo rẻ, chịu khó mua thì trong nó còn tốt lắm. Cái đó là ở ngoài thì nó xấu nhưng mà ở trong nó tốt. Giống như đậu hũ thúi vậy. Nghe cái tiếng thì nghe kỳ, ngửi cái mùi thì khó chịu, nhưng mà ăn vô ngon. Quý vị thấy trái sầu riêng không? Xấu xí, nhưng mà ở trong nó cái miếng thịt của nó ngon. Cho nên có những loại trái cây ở ngoài tốt, xin xin là ở ngoài tốt, ở ngoài thì vỏ xanh nhìn sống nhưng mà ở trong chín. Có những người như vậy. Nhưng mà ngược lại cũng có những người sao? Ở vỏ thì chín mà ở trong thì nó sống, tại vì nó bị chích thuốc. Có một lần đó, có một cái chợ họ nhập xoài về họ bán. Cái vỏ xanh tươi nhưng mà cắt ra là ruột đen hết. Họ chở lên chùa cho 400 thùng. Trời ơi, thấy 400 thùng xoài là kỳ này mình nói trời, kỳ này ăn xài sướng luôn. Quý vị hiểu chứ ăn xài không? Ăn xài á, không phải ăn xoài nha, ăn xài. Đúng là ăn xài sướng luôn. Gọt ra đen thùi dục, gọt đen thùi dục, cuối cùng dục 400 thùng luôn. Đâu có ăn được. Nhưng mà người ta bỏ, người ta tiếc, chón thùng rác, đẩy qua chùa rồi lựa được trái nào ăn thì ăn. Nhưng mà phần lớn là ăn không được, tại vì trong ruột nó hư hết rồi. Tại vì nó có thuốc, cái thuốc nó lậm vô bên trong, cho nên ngoài vỏ xanh mà ở trong hư đen hết. Và trên đời rất nhiều thứ trái cây như vậy. Và ở trên đời này cũng có nhiều người vậy lắm. Cho nên Đức Phật nói trái loại trái cây cũng ví như dạng người. Có những người trong sống ngoài sống. Cái này là mệnh gì? Bó tay chấm cơm.
trong sống ngoài sống. Còn có những người trong chín ngoài chín, cũng như trái cây vỏ đẹp trong ngon, có như vậy. Thì Đức Phật đưa bốn loại trái cây để dụ cho bốn dạng người trong cái cõi đời này. Nói như vậy không để chúng ta chê ai hết, nhưng mà để chúng ta nhận diện cuộc đời là muôn sắc, muôn hoa, muôn màu, muôn vẻ. Người được cái này thì mất cái kia, người được cái kia thì mất cái này. Để chúng ta đừng có quá ê chề, thất vọng, chán nản, sầu khổ, trách móc đủ thứ về cuộc đời. Vì sao? Vì chính Ngài Hám Sơn cũng đã xác định với chúng ta: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên bất tuyệt, chung thân an phận độ thời quang. Ngài Hám Sơn nói cõi đời này là hồng trần. Hồng trần là gì? Là bụi đỏ. Thường thường chúng ta hay gọi cuộc đời này là cõi hồng trần, nghĩa là bụi dữ lắm. Hồng trần bạch lãng là những cơn sóng đã bụi lẫn với những cơn sóng nhòi, phải không? Đi ra đường thì bụi, mà đi lên sông thì sóng. Cuộc đời mình năm chìm bảy nổi, có những lúc mịt mờ chứ không thấy lối ra. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó nó luôn luôn nó đi đôi, nó làm mình đa mang với nó, có không? Ở đây có ai đã từng sống những cuộc sống lên xuống chưa? Năm chìm bảy nổi, bốn cái lên đên không? Thận gái, mười mấy bến nước, 12 bến nước, trong nhờ đục lắm phèn, có cách hết, yên tâm. Tôi nói trong nhờ đục chịu, trong nhờ đục lắm phèn. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Nhưng mà có một phương thuốc hay lắm. Phương thuốc này tên là nhẫn nhục nhu hòa. Có những lúc mình cứ mềm mỏng. Ví dụ quý vị cắm cái hoa này nè, mà mình muốn cho nó cong theo cái điều chiều của mình á, thì phải có một cái cọng kẽm, quấn xéo nó vô, xong rồi bẻ nhẹ nhẹ vậy nè, lát nó sẽ cong giống như cái ý mình muốn. Nó cứng đó, nhưng mà có cách thì nó sẽ cong theo. Mình nhúng bánh tráng mình ăn á, có ai dám làm mạnh tay không? Mạnh thì nó gãy, mà nhúng xong mà không nhẹ nhẹ lấy ra thì nó rách. Thậm chí để vô rồi cũng phải lót rau vô trước và quấn lại nhẹ nhẹ, để mình có được cái cuốn bánh tráng mình ăn cho nó ngon. Không thôi nó đổ. Pháp Hòa tu ngay lúc nhúng bánh tráng ăn. Cuộc đời này mình ứng xử trong cuộc đời như cầm muỗng với bánh tráng. Rút miếng bánh tráng ra sẽ nhúng bánh tráng ăn, nhưng nếu anh mạnh tay nó gãy anh khỏi ăn. Mà nhúng nước rồi mà anh mạnh, anh thô tháo với nó rách anh cũng khỏi ăn. Phải cầm miếng bánh tráng ra nhẹ nhẹ để xuống, chứ nếu mà vút vút cho nó nheo lại rồi kéo ra thôi nó ăn luôn cho rồi. Lúc đó bỏ vô, bỏ rau rồi vô luôn, nó tự cuốn trọng luôn. Quý vị thấy đạo Phật chưa? Đạo Phật tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Nếu lỡ một bánh tráng nhỏ, mình slice hai miếng ra cho nó to, nhúng vô cũng có ăn. Lỡ bánh tráng nó rách, nhúng miếng thứ hai đắp lên, dày một chút thì nhai lâu một chút. Có cái răng để làm gì? Xương mình còn nhai được, không chứ bánh tráng giòn, bánh tráng dai. Vậy thì hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhưng mà có phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa
thị diệu phan. Diệu phan là gì? Là phương thuốc vi diệu. Nhưng mà thay vì chúng ta nói diệu phương thì nó không cùng một cái vận với ở trên, cho nên là đọc là diệu phan. Phan cũng được, phương cũng được. Cho nên kêu Tây Phan Cực Lạc cũng được, kêu Tây Phương Cực Lạc cũng được. Hồi xưa ta kêu Tây Phan không á, giờ mình kêu Tây Phương á. Chứ mấy ông bà già xưa kêu Tây Phan không? Giống như dưới miền quê, thiệt là quê, hỏi bay làm gì bay, chừng nào bay đi mần. Đi mần là đi đâu? Đi làm. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Sống được như vậy, đáo xứ tùy duyên. Đến đâu mình phải tùy duyên đó. Thì sao? Duyên bất tuyệt. Chữ duyên bây giờ là không phải là duyên nữa, mà kéo dài ra. Cuộc đời mình nó kéo dài lắm, ta không bực mình đẹp. Đáo xứ tùy duyên, duyên bất tuyệt, chung thân hết cuộc đời này, an phận độ thời quán, đi qua được mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ trong cuộc sống nhẹ nhàng. Nó cái gì nó cũng có cái công thức của nó. Cái quan trọng là trước khi mình làm, mình chịu khó dừng lại một chút để mình nhìn cái đó. Ví dụ như là mình rút cây nhang ra, thấy cây nhang nó cong, nó hơi cong cong, nhưng mà bỏ đâu có được, cây nhang còn tốt mà nó chỉ có cong cái chân đó thôi. Thì nếu như mà mình cầm cây nhang mà mình bẻ vậy nè là gãy cái bụp liền. Mình muốn làm cho cây nhang nó thẳng cái xương đó, cầm lên lấy bàn tay mình nâng đó. Nguyên bàn tay mình đỡ vô, chứ đừng có giày nó gãy. Lấy cái tay để vô nhẹ nó từng phần từng phần từng phần, lát cây nhang nó thẳng. Mình không phí một cây nhang mà mình biết cách mình chỉnh là cây nhang. Đó là lý do tại sao các chùa cái máy nó cong. Vì cái máy cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, không có cứng nhắc. Thì chúng ta có thể trách, trời ơi, tại sao trong chùa hay là ngoài đời, ví dụ vậy, đời này sao có nhiều người nói hay mà làm được. Nếu người ta làm được hết, đâu tiêu phiền mình nói. Thật ra mình hiểu vậy để làm chi? Không có buồn gì hết á. Và để chúng ta thấy cuộc đời có những, thôi bây giờ anh này anh nói nhiều mà anh làm không được nhiều, nghĩa là anh có làm chút chút. Kệ đi. Cái bài hát mà người ta còn kêu mà có còn hơn không, có còn hơn không. Có còn hơn không. Nhưng mà mình biết nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt tích cực là mình nhận ai cũng đóng góp. Và để mình thấy cuộc đời như vậy, và chúng ta thấy rằng trái cây nó cũng có những giá, nếu mình biết được nó thì mình sử dụng được nó. Giống như ví dụ mình cầm một cái lá rau lên, mình lặt, thì mình tự con mắt mình nhìn biết là lá này héo không ai hay, lựa cái nào mà nó còn non còn tốt lặt trước. Còn lỡ nó khan hiếm quá, lấy cái kéo tỉa nó, cái chỗ nào mà nó ngay ở đầu nó héo cắt đi, xài được cái đuôi, có bỏ đâu. Cái vấn đề là chúng ta biết sử dụng, chứ chúng ta không phải bỏ. Cái chỗ tu hành là chỗ đó. Dụng nhân với dụng mộc, dùng người với dùng cây. Mình ở cái xứ mà nó mắc mỏ thức ăn thì có những cái ở Việt Nam là dục mất rất rồi. Tại cái này là ở Việt Nam nó rẻ rè. Chẳng hạn như là rau nhút, mấy cái rau sống thơm của mình đây nó mắc. Mà mùa hè mình xài khác nha. Mùa hè mình xài sang, xài sọt. Còn mùa đông thì mình phải sao? Tiện tặng. Đó, đáo xứ tùy duyên. Mình biết mùa nào. Cho nên cái vấn đề là
không phải chúng ta có nhiều mới được, hay là đòi hỏi hết mọi người tốt. Bây giờ thí dụ như ở trong một cái hội của chúng ta có 5 người, mỗi người có một cái hay, thì mình sử dụng cái hay đó. Mình biết họ yếu điểm đó đừng giao. Ví dụ như mình biết người đó hay hứa lèo, đừng cho họ đi giao tế ngoại giao. Thí dụ vậy, cho việc khác. Thì cuộc đời này Đức Phật dạy chúng ta có cặp mắt chánh niệm. Chánh niệm để làm gì? Để chúng ta nhận diện tất cả xấu tốt trong cuộc đời mà chúng ta xử sự, chúng ta sống. Không gạt bỏ ai, không buông bỏ ai, không ghét bỏ ai, mà chúng ta ôm. Ví dụ mình biết cái đứa con đó nó nóng tánh, mình nói là nó nạt, có bao giờ dám nói ẩu với nó không? Biết làm sao? Nó nạt mình quê. Cho nên trước khi nói với nó phải kỹ lưỡng, phải cẩn thận, thôi nó nạt lại. Còn cái đứa mà nó nghe lời mà ui cho mình nạt lại nó không à. Đó, thấy chưa? Đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến. Cái đứa nào mà nó dễ thương mà nó hiền lành là mình, nó bị mình. Còn đứa nào mà nó hơi xì nẹt, nó hơi khó một chút là mình ngán nó muốn chết. Chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Cái người nào dễ dãi cái mà nó hiếp người ta. Rồi ngược lại á, mình bòn mót người này, mình đút lót người kia. Cũng thế thôi. Có phải vậy không? Cho nên cái bài kinh, những cái bài kinh mà chúng ta đọc á, chúng ta hiểu lời Phật á, Phật dạy chúng ta một cái cách sống. Thậm chí bây giờ nè, người Việt Nam mình đây nói là sao? Ở đầu thì tròn, phải không? Ở ống thì dài, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, liệu cơm gấp mắm. Thì tất cả những cái đó ông bà mình nói cũng không ngoài cái ý nghĩa chúng ta biết rõ mọi thứ. Biết ăn mắm thì thôi, ăn rồi nhớ rửa miệng. Có một lần đó Pháp Hòa đi học, lúc đó còn nhỏ lắm, chùa ở ngang trường học nè. Trưa đó là Pháp Hòa tranh thủ chạy về chùa, vừa ăn bánh mì vừa dọn dẹp chùa, clean up chùa. Lúc đó Pháp Hòa học lớp 8. Cái bữa nọ đang clean up, cái thầy viện chủ có ai cúng sầu riêng á, thầy mới nói con lại đây ăn sầu riêng với thầy. Ngồi lo ăn xong cái chuông trường nó réo, ôi chà, một mạch chạy qua trường. Mà lúc đó mình chút xíu đứng, ông thầy giáo của ông bự rồi nè, đứng nói chuyện với ông. Nói xong cái ông hít, you smell something. Anh có ngửi được gì không? Trời ơi, lúc đó nhớ trực lại, mình ăn sầu riêng chưa rửa miệng, chạy đi rửa miệng. Đức Phật dạy trong kinh, có một đoạn kinh Đức Phật nói, ví như đây là một đống lửa, tôi nói đi tới gấp cái lửa lên. Nếu người biết lửa là nóng, than trong này là nóng, thì người đó phải làm gì? Mang bao tay vô, hoặc là kiếm cái đồ gấp. Anh biết cái này là lửa mà anh đưa cái tay không, anh vô bóc anh phỏng là chuyện đương nhiên. Phật nói vậy, đời nó cũng giống vậy. Anh biết cuộc đời nó nhiều thứ thì tự anh tỉnh giác mọi vấn đề. Ví dụ như ở nhà mình ở trong cái khu vực không an toàn, tự mình phải cẩn thận lấy tiền bạc, tự mình phải gài alarm, tự mình phải cẩn thận. Hay là trong nhà con của mình nó có một đứa nó sanh cái tâm tham, để hở thì nó rinh, để kỹ thì nó rình. Thì mình đừng có để, mình đừng có tạo cái duyên. Bởi vì sao? Bởi vì trong nó có chủng tử tham. Mình để của bậy bạ là mình tạo duyên cho nó tham.
Và nó vừa, mình vừa đi vắng một cái, nó lấy nó kẹp nách vậy, nói má con đi nghe. Nó là cách thức tham. Duyên ba thứ lại, bản chất nó tham, vật mình để là duyên cho nó tham. Nó nghĩ cái cách nào đó để nó lấy của mình. Ba cái đó gom lại thành nghiệp tham. Nó ăn cắp được lần, mai nó ăn cắp nữa. Mà ăn cắp nhỏ được thì nó ăn cắp lớn. Và khi mình phát hiện ra cái lớn mất rồi, nó nói dốc. Mà thậm chí nó có thể sát hại mình nếu nó lâm vào cái tình cảnh thiếu thốn tiền của. Nó cần số tiền này, nó có thể hại người thân nó. Tức là mình, nhưng mà bây giờ mình biết nó tham, lẽ mình đuổi nó đi, nó con mình mà. Cũng như thế, tham cũng là con mình, sân cũng là con mình, si cũng là con mình, nghi cũng là con mình. Tất cả những cái không có dễ thương, nó là con mình hết. Cũng giống như Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Ba đứa đó là đệ tử của Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chính ông Tôn Ngộ Không, ông thông minh cho nên ông nắm nảy là sân. Chính cái hình ảnh con heo mà tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tài là cũng có mệnh trống. Vậy thì mình tu cũng tu từ ba cái đó, vì nó là con mình, nó là đệ tử của mình. Quý vị ở đây có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Có một ông vua đi tu, có 8 người con đi theo, nhớ không? Nhớ cái đoạn đó không? Ông vua là mình, 8 người con đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc na, lại da. 8 người con đó chính là 8 cái tâm thức của mình. Đi chùa tu cũng tu theo. Nhưng mà mới vô nó còn sơ cơ lắm, giống như là một chú tiểu mới vào chùa, còn lóc chóc, còn ham vui. Nhưng càng ngày càng lớn, chú thấm kinh dần thì chú sẽ tốt. Mình cũng thế. Cho nên tất cả mọi người, ai cũng có khả năng chuyển hóa. Cái quan trọng là chúng ta có đủ từ bi, nhẫn nại để ôm ấp người đó. Và họ chuyển được bao nhiêu, mình mừng bấy nhiêu. Ví dụ như mình nói, lúc này á, nó đỡ lắm, mình đâu dám nói hết đâu. Nó đỡ lắm, hỏi đỡ sao? Hai người đỡ hai bên. Bệnh không hết, nhưng mà bớt bệnh là mình mừng. Cho cái đứa nào mà nó thật sự mà nói, bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta đi tìm một người hoàn hảo có không? Có không? Cho nên là em xin em đứng một mình cũng xin là đúng rồi, tại có ai nữa đâu mà so sánh. Mình nhận biết 4 loại trái cây. Như đời này có 4 dạng người. Để làm gì? Để chúng ta biết mỗi dạng người như thế nào, chúng ta ứng xử, chúng ta sống. Chúng ta không bỏ ai, không ghét ai. Tại vì sao? Ghét là một tâm niệm không có tốt. Nó tự làm cho mình trở thành một người không dễ thương. Tại vì khi mà chữ ghét nó nổi lên rồi là bắt đầu có những biểu hiện của ghét. Hay nguýt, chỉ chỏ, mắt thì thấy, môi trề, tay chân mình không bình thường, mặt mũi mình bắt đầu nó xanh tật. Hãy thấy cái người mình ghét là bắt đầu tật nó ra. Rồi thì ghét không? Ghét không? Thấy không? Vậy thì cái người đó, tự nhiên gặp cái người đó, cái mình thành, mình có tật hết trơn. Mà bình thường đứng trước kiến bấm là trẻ rồi. Nhưng mà tới cái lúc mà gặp cái người đó là mình thay sắc đổi diện hết, đâu có cần thiết. Và chính cái chỗ đó người ta thấy luôn mình. Ta thấy luôn mình nè. Trời ơi, cái bà đó, cái ông đó đang ghét người đó. Sao biết? Trời, tôi nhìn cách đã thấy mít mà tôi biết rồi. Thậm chí
Tâm mời ăn. Cảm ơn, ăn rồi. Rồi, vô rồi đó. Vô hệ rồi đó. Cho nên cái người mà nó ưa nó biểu hết trơn. Nhưng thì cái người ở ngoài, họ nhìn mình, họ biết luôn, họ biết mình mà biết hiểu mình luôn, biết và hiểu mình. Cho nên người đó là tri thức. Tri thức gì về mình. Cho nên chính cái cách của mình đã làm cho người ta hiểu ra mình đang ghét người kia. Cũng y như là mình đi mua hàng, mình thấy có đó cái mắt mình sáng lên, mình lỡ mình rợt hỏi giá liền. Rồi người ta biết rồi, mình thích cái này dữ lắm, người ta treo giá, người ta không xem. Cho nên đi mua nhà, đi mua đồ mà mình cứ biểu lộ kiểu đó là nhà không bao giờ giảm giá. Tại vì người ta thấy được cái của mình. Cho cái người mà nóng tánh mà bốc trực liền á, thì ai người ta cũng biết anh đó nóng lắm, chị đó nóng lắm. Mà nếu mà người ta muốn hại mình, người ta lợi dụng cái tánh nóng đó của mình, ta nói một vài câu chuyện thôi là mình đổ vỡ hết. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ quý vị đi từ Nam chí Bắc, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không chỗ nào mà không có chúng sanh. Mà hễ có chúng sanh thì có tham sân si. Mà hễ có tham sân si là có địa ngục. Nhưng mà chính cái chỗ đó, nếu chúng ta biết chuyển đó, nó trở thành ra giới, định, tuệ. Mà chính chỗ đó là đạo tràng. Vậy thì mình đặt một câu hỏi, đạo tràng ở đâu? Đạo tràng ở đâu? Đạo tràng là nơi nào có người đang chuyển hóa tu tập, chỗ đó là đạo tràng. Có một câu hỏi được đặt vậy đó: tại sao ở trên đời học Phật pháp tu hành thì mình nói thật sự ra chuyện nói lúc nào nó cũng nhiều hơn làm đó. Vâng, và ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mình đi chợ, ít có khi nào mình mua đủ ăn lắm. Mình mua lúc nào nó cũng sao, cũng dư hết á. Rồi hễ mà mình bắt tay vô nấu là lúc nào mình cũng nấu làm sao, nhiều. Mà thường mà nấu thì chậm, mà ăn thì sao, nhanh lắm. Thấy chưa, cuộc đời là vậy thôi. Ngoài đời này á, hột xoàn thì yếm, nhưng mà sỏi đá thì nhiều. Và chính nó hiếm cho nên nó gọi là bảo quý. Phật hiếm lắm cho nên gọi là Phật bảo. Pháp trên đời này hiếm lắm. Tại sao? Tại vì ngàn vàng dễ kiếm mà lời tốt khó nghe lắm. Chính vì vậy gọi là Pháp bảo. Đoàn thể nào mà sống theo lời Phật dạy, có hòa hợp, có thanh tịnh, hiếm lắm. Cũng có, nhưng mà bạc tham. Mừng rồi, không dám làm full tham. Nhưng mà cái gì hiếm quý gọi là bảo. Cho nên chúng ta gọi là tam bảo. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Và chúng ta cứ quán đi, rác lúc nào cũng nhiều hơn hoa, sỏi đá nhiều hột xoàn. Cuộc đời mình nè, vui không có mấy, nhưng mà bực bội thì mỗi ngày. Nụ cười chưa trọn là vội đã sang qua khô héo rồi. Nó là chuyện thương. Thì thôi, mấy người xung quanh mình, người ta nói 10 mà ta làm 1 thôi cũng được. Nhận cái 1 đó đi, biết chính cái kia người ta không làm được, đừng nhờ. Nhờ cái 1 mà họ làm được. Cho nên mình sống ở đời không có gì chán nản, không có gì buông xuôi. Mà chúng ta có cặp mắt chánh niệm thì chúng ta thấy là ôi, cuộc đời này cái gì nó cũng trở thành ra được những cái nuôi dưỡng hết. Quý vị thấy á, mình lỡ nấu cơm sống vì đổ nước ít mà gạo nhiều, nồi nó không đủ nở, sang nó ra nồi thứ hai, thêm miếng nước, bật lửa bấm cái nút lên nó có cơm. Mà lỡ nấu không được nữa làm cháo, cháo trắng ăn ngán nấu cháo nem.
lỡ nấu cơm nguội nhiều không bỏ thùng rác, đem ra bỏ vô oven sấy khô để mai mốt làm thính. Chanh mình vắt mình dùng xong rồi mấy cô còn để dành rửa móng tay mà. Ta kêu vắt chanh bỏ vỏ, mình tu hành không có bỏ vỏ luôn. Cái gì cũng sử dụng được. Quý vị biết mấy cái lá y của quý thầy á, mà lỡ cũ hư rồi đâu có bỏ đâu. Cái nào cắt cái mình danh lại. Vậy danh làm cái gì biết không? Mai mấy cái dùi chuông trong chùa, mai mấy cái đế chuông, đế mỏ, đâu có bỏ đâu. Ngày xưa ở Việt Nam á, ở trên bàn Phật á, là ngoài Phật ra là thờ Phật Bảo nha. Ở dưới chỗ ngồi tụng kinh là phải để một bộ kinh gọi là thờ Pháp Bảo, rồi mai một cái tấm vải đẹp phủ lên quyển kinh đó. Đó, để mỗi ngày mình đảnh lễ là trong đó có Phật Bảo, Pháp Bảo. Ở chùa Pháp Hòa mấy cái y mà hư rách của mấy chú là Pháp Hòa cắt là hết để dành. Mai mốt mai dùi chuông, dùi mỏ, đế chuông, đế mỏ trong chùa. Hoặc Phật tử nào người ta thỉnh chuông mỏ, người ta không có cái dùi, nó không có được bao, toàn là dùi gỗ đó. Cho người ta miếng, người ta có, người ta về, người ta mai, người ta làm cái dùi, người ta thỉnh chuông cho nó hay, đâu có bỏ. Mấy cái vỏ xả đó, mình ăn cái xả rồi cái vỏ ngoài mình làm gì? Để dành khi mình bệnh mình nấu nước sông. Hoặc là nấu nước bún Huế đó, thả nó vô cho nó ra mùi, đâu có bỏ đâu. Cho nên có chánh niệm là không bỏ gì hết. Có chánh niệm là không người nào mình ghét và không người nào mình dùng thùng rác hết. Cho nên Đức Phật nói nè, người chưa được độ thời làm cho độ, người chưa an thời làm cho an, người chưa được hiểu thời làm cho được hiểu. Quý vị nhớ những câu kinh đó trong kinh Pháp Hoa không? Đó là tâm của Bồ Tát, đó là tâm của những bậc mà người ta thấy được cái rộng cái xa. Rác á, ta bỏ ra thì có người đi bắt đầu lựa rác. Chai nhựa bỏ qua, giấy cạc tông bỏ qua, cái nào mà làm phân bón được bỏ qua, từng khu vực hết. Rốt cuộc cái rác đó trở thành ra nguyên một cái chỗ phân bón tươi tốt cho tất cả, không có bỏ. Người đời người ta ăn cơm tấm, ta ăn mỡ hành. Trong chùa ăn cơm tấm mỡ ngò, sắc ngò nhuyễn, để vô dầu, bấm microwave 1 phút hoặc 2 phút, có một chén dầu ngò, ăn cơm tấm, không cần ăn mỡ hành. Có cách hết. Ta làm chả, ta tráng trứng gà lên mặt, mình ăn gian, lấy bột năng, pha chút bột màu, quét quét lên, đèn thùi, dàn khè, khỏi gì đó. Trồng đỏ hột gà, cầm lên trời bột không. Ăn được hết. Cái trái khóm á, trái thơm á, quý vị gọt vỏ rồi quý vị lấy mắt. Mà cái mắt đó, đó mình không biết cũng dục, trong chùa cũng không dục luôn. Biết để làm gì không? Để dành bỏ. Nói đùa thôi. Cái đó đó mình lấy lại, mai mốt mình nấu canh chua, bỏ cái đó vô, hầm lấy nước, nó thơm cái mùi thơm khóm. Những cái cùi thơm, cùi khóm không có bỏ, để dành nấu nước. Nấu canh chua nó ra nước ngọt, nó ra cái nước thơm. Cũng giống như mình nấu canh chua, nếu mà mình nấu xong mình bỏ thơm sống vô, canh chua không có ngon. Phải xào thơm trước cho nó ra chất ngọt, nước canh chua mới đậm đà. Còn bỏ thơm vô trơ trơ lạc nhách, ăn thơm không có mùi mà nước cũng không có ngon. Tu là một nghệ thuật, nấu ăn là nghệ thuật, cắm hoa là nghệ thuật, trang trí là một nghệ thuật, thậm chí trang điểm mình cũng là một nghệ thuật. Đậm cũng đậm dừa thôi chứ. Không lẽ con nhiêu quện hết lên có gì được. Cuộc đời nó cũng vậy thôi. Có những cái nó thật là nhẹ nhàng, đơn giản mà nó đẹp, nó sang.
Đó, có những cái nó từ trên xuống dưới nó xanh vàng đỏ cái ô cha hồ quảng. Cho nên thưa đại chúng là qua cái bài kinh đó và qua một câu hỏi đó, thì Pháp Hòa lấy hai bài kinh ra Pháp Hòa thưa với đại chúng. Một bài kinh là do một ông cư sĩ đứng trước đám đông mà cứ khoe khoang, nhưng mà thực chất ông đó không được gì hết. Cho nên mình đôi khi mình đọc bài kinh đó rồi mình tự mình quán chiếu, mình có phải là dạng cư sĩ đó không? Mình có phải là dạng cư sĩ là đứng trước mọi người ai mình cũng khoe khoang mình là người tu giỏi, biết hay biết nhiều không? Hay là thực chất mình không được cái đó? Thì khi ai đó dám mạnh dạn nhắc mình thì nhớ người đó là chư thiên. Người đó không phải là kẻ thù của mình, người đó là chư thiên của mình. Cho nên Khổng Tử dạy á, nếu mình làm sai, người đó sẵn sàng chỉ lỗi cho mình, người đó là thầy mình. Nếu mình làm đúng mà họ khen đúng, người đó là bạn mình. Còn nếu mình sai mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Tại vì họ đã làm cho cái ngã của mình, cái ngạo khí của mình càng ngày nó càng lên mà không có điểm xuống. Chiếc máy bay mà nó bay cứ vung vút lên là máy bay đó tiêu rồi, hư rồi. Nó lên rồi nó xuống, nó biết hạ cánh, nó biết cất cánh thì máy bay nó mới work. Người tu, người sống đời của mình cũng vậy. Có những lúc mình cao, có những lúc mình lè phè. Thành thử là cái người mà tu càng cao, giống như máy bay bay càng cao mình thấy nhỏ, tu càng cao ngã càng nhỏ. Lúa mà chín lúa mới thơm, lúa chưa chín lúa chưa thơm. Người tu chín nó mới tỏa ra hương vị. Người thấy được Phật Pháp, thấm được Phật Pháp, người ta sống thôi, cái cách sống người ta thôi, mình thấy được người ta tỏa ra được cái đạo, mặc người ta không hề nói đạo. Có những người mình gần họ mình không nghe họ nói đạo gì hết, nhưng mà cuộc sống họ là một bài học lớn cho mình. Và có những người mình gần họ nói, ôi chà, nói đủ thứ đạo lý nhưng mà rồi không được gì hết. Nhưng mà không sao, những người đó mình cứ nhận đạo lý, nghe đạo lý thôi. Cái đó gọi là Phật gọi là gì? Y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân, cứ theo cái pháp họ nói, còn họ chưa làm được gì không sao. Cách quán chuyển thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, cứ theo cái nghĩa họ nói, đừng có theo ngôn từ họ nói. Vì cái có thể cái ý họ tốt nhưng họ không biết cách dùng chữ, thôi mình đừng giận mấy cái chữ họ nói, cái hiểu cái ý họ thôi. Ví dụ như mấy đứa nhỏ đó, hay là mấy người Hoa đó, người ta không có rành tiếng Việt á. Thầy biết không, má tôi hồi đó nó hay nói tôi vậy. Nếu mà người Việt mà, ủa sao kêu má bằng nó? Nhưng mà tại người ta cách ta nói chuyện người Hoa vậy, mình nhận cái nghĩa người ta nói, ta không có cái ý xấu. Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Có những cái mình y theo cái liễu nghĩa, đừng có y, đừng có dựa theo cái bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là những cái tạm, tạm dùng. Còn cái liễu nghĩa là người ta muốn nói cho mình hiểu cái gì. Ví dụ đôi khi người ta tạt vô mặt một câu, nhưng mà cuối cùng cái câu đó nó là một cái câu liễu nghĩa. Ví dụ như có một cái gì đó, ổng là quan chức, ổng đến ổng gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết vô minh nghĩa là gì. Và trong Phẩm Phổ Môn có một đoạn nói, nếu có người mà đi tàu tìm châu báu, đi vào cái nước quỷ la sát dạ xoa, người đó sợ quá niệm danh hiệu Quan Âm, vậy thì thưa hòa thượng, dạ xoa la sát là gì? Hòa thượng say qua đồ ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, ông đỏ rân cái mặt. Hòa thượng nói, đạo ông thấy dạ xoa la sát nó tới chưa? Ông hiểu liền. Vậy thì dạ xoa la sát đâu phải ở đâu xa? Ở cái giây phút mình nổi giận lên, mắt mình trợn lên, răng mình nghiến lại, tay mình run, thậm chí mình cung tay lên, mình muốn đánh người đó. Giây phút đó là giây phút của dạ xoa la sát.
Cho nên Phẩm Phổ Môn nói có những người mà đi tìm châu báu đó. Đi tìm châu báu là gì? Những giây phút mình đi tìm đạo lý, mình sẽ gặp những người đó. Nhưng mà nhớ, họ có nạt mình tiếng, họ có nói gì mình đi nữa, coi coi mình đang trôi dạt vô nước này mà mình có trở thành dạ xoa la sát không? Nhớ không? Sáng cũng trôi một chút nữa. Cho nên á, cái câu Hòa Thượng tạc vô vậy đó, Hòa Thượng tạc vô như vậy đó, cái ông nọ nói tôi ở trên đời tôi không có tin nhân quả gì hết. Hòa Thượng ông sáng trong bạc tai, vừa sáng bạc tai thì ông này cũng đau, mà theo cái phản xạ tự nhiên là làm gì? Sáng lại Hòa Thượng bạc tai. Hòa Thượng nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Chắp tay liền. Ông kia nói bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ cho con hiểu được địa ngục và thiên đường nghĩa là gì. Sẵn Hòa Thượng đang quét nhà dện cho một cây chổi, ông này cũng rượt Hòa Thượng chạy. Hòa Thượng nói mô Phật địa ngục nó tới, địa ngục nó tới. Thì cái ông này cũng nghe vậy là ông giật mình rồi, chấp tay con sám hối Hòa Thượng, con hiểu rồi, con hiểu ý Hòa Thượng rồi. Hòa Thượng nói ô thiên đường tới rồi. Ở đây có một câu hỏi, câu hỏi nãy giờ qua đang nói đó. Khi chúng con nghe học Phật Pháp thì thấy rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó. Và mình đôi khi mình còn than đó, tôi tu cũng được, tôi gặp chướng duyên quá. Chướng duyên cũng sẽ có, nhưng mà đôi khi mình phải hỏi lại coi tự mình chướng hay là người đó tới mình để cố tình làm chướng mình. Có đôi khi tự mình chướng à, cái người đó người ta vô tình người ta vậy đó, rồi tự mình thấy không ưa người ta, mình thấy người ta kỳ cục cho là mình chướng người ta. Cũng giống như là tử bất túy nhân, nhân tự túy, người rượu đâu có sai mình, tự mình sai rượu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê hoa, nó không mê ai hết, người tự mê hoa. Có nhiều lúc cuộc đời này có những việc, những người không hề làm chướng ngại gì mình cả, ta vậy đó. Nhưng mà tự mình không đồng ý với người ta, người ta trở thành cái chướng của mình, rồi bắt đầu mình khổ đau với cái kiểu của họ. Câu hỏi thứ hai: quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn, con xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi vậy đó. Thì thưa đại chúng, cái câu này là trong cái nghi thức tụng kinh của mình. Quy y Phật Lưỡng Túc Tôn nghĩa là con xin quy y Phật đấng đầy đủ cả hai mặt phước đức và trí tuệ. Gọi là lưỡng mà, lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng túc nghĩa là, Lưỡng Túc Tôn nghĩa là đấng tôn quý đầy đủ cả hai mặt phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc. Thí dụ như người ta gặp mình đảnh lễ các vị Bồ Tát đi, hay là mình thường mình chúc cho các vị tôn đức tăng ni, có một câu này nè: chúng con thành tâm kính chúc chư tôn đức phước trí nhị nghiêm. Phước và trí, hai cái này nó trang nghiêm thân tướng của chư tôn đức. Phước trí nhị nghiêm, hay là có nhiều khi ta thấy phước huệ lưỡng toàn. Phước, phước đức và trí tuệ, hai cái này nó đầy đủ cả. Lưỡng là hai cái nó đủ, trong đó phước đức trí tuệ. Cho nên nhiều khi ta nói phước huệ song tu, tu phước và tu huệ phải song tu. Thì người nào mà phước huệ lưỡng toàn, năng tác Phật, có khả năng có thể làm Phật. Vậy đó, gọi là quy y Phật Lưỡng Túc Tôn. Còn quy y Pháp Ly Dục Tôn nghĩa là con xin nương tựa về Pháp, bậc có khả năng hướng dẫn chúng con ly dục. Thưa đại chúng, chữ dục là gì? Chữ dục là sự ham muốn, chứ không nghĩa là chỉ có tình cảm. Hễ ham muốn trong vấn đề nam nữ gọi là sắc dục. Còn chữ dục một chữ thôi nghĩa là những ham muốn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta, trong này nó là ly dục,
Thật ra cuộc đời này chúng ta là con người, ai ai cũng muốn hết á. Chứ mình nói mà tôi không có muốn là không đúng nha. Đói bụng là muốn ăn, khát nước là muốn uống, đầy bụng là muốn đi, buồn ngủ là muốn ngủ, buồn là muốn khóc, vui là muốn cười, giận là muốn đập nó. Vậy thì con người mình không thể xài nó là tôi không còn muốn, không đúng. Con người mình vẫn muốn, bởi vì cái muốn đó là cái nhu cầu. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là gì? Chúng ta đặt một chữ trước chữ muốn là tham muốn. Muốn là đã được rồi, nhưng mà tại vì chúng ta có cái tham cho nên muốn hơn cái mình cần, cho nên gốc khổ từ đó. Vậy thì pháp dạy cái gì mà gọi là ly dục tốn? Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, là chỉ cho chúng ta rằng anh hãy muốn cái gì đúng cái nhu cầu, còn anh hơn mà anh không có khả năng là anh khổ. Cho nên mình muốn là chuyện bình thường, không có gì sai hết á. Nhưng mà hễ mà mình hơn cái mình muốn, thí dụ như mình mua mà mình mua nhiều quá cũng khổ lắm, phải kiếm khổ cấp, thí dụ vậy đó. Cho nên là cái trước chữ muốn là chữ tham. Mà tham nghĩa là gì? Nghĩa là mình cái những cái mình không cần mà vẫn lấy thì mới kêu tham. Còn cái mình cần mà lấy là không có tham, chỉ muốn thôi. Cho nên chữ dục không có xấu. Chữ dục là chuyện bình thường, nhưng mà trong đó có tài dục, sắc dục, thực dục, thùy dục là ngủ, hay là danh dục là ham danh. Chứ còn mình muốn cái đối tượng nào đó mà nó vượt ngoài cái khả năng mình mới khổ, chứ còn bình thường có vậy. Cái thứ ba là quy y tăng chúng trung tôn. Chúng trung tức là bậc ở giữa chúng sanh và con người, tôn quý. Vậy thì Phật Pháp Tăng có ba năng lực. Đức đối với Phật là lưỡng túc, Pháp là ly dục, Tăng là gọi là chúng trung tôn, tức là những người đem chúng sanh gần tới Phật, lấy Phật, đưa Phật gần với chúng sanh. Ở trong con người, ở trong cõi đời nhiễm ô, nhưng các ngài đang thực tập một cái pháp tu giảm những nhiễm ô để sống một đời sống thanh tịnh và đưa pháp tới gần với chúng sanh, đưa Phật tới gần với chúng sanh, tôn quý. Đó là cái câu hỏi là con có nghe video trên internet của các thầy có nói rằng khi thiền được thuần thục sẽ đi vào định. Vậy thì khi định mình cảm nhận biết là mình đã nhập định, trạng thái nhập định ra sao? Mình có thể làm chủ được lúc nào mình muốn nhập định hay muốn xuất định? Định đó là cái quả của thiền. Thí dụ mình ngồi thời gian mới đầu, ngồi hơi thở như nãy vậy đó, thì lúc đó mình còn phải làm việc lắm, để tâm tới hơi thở. Nhưng đến một lúc nào rồi á, cái hơi thở mình nó thuần, ngồi xuống là nhận biết rất rõ. Và thậm chí người ta nói một câu, mình không có giận liền mà cũng vui liền. Mình đủ định lực để mình biết rằng cái lời khen này nó không đúng của mình. Và khi nó không đúng của mình cho nên không buồn, không vui, xin lỗi không vui. Mà cái lời chê này nó không đúng, không buồn. Người có đủ định á, họ không có vui buồn bất thường. Người có đủ định không có phản ứng một cách nhanh chóng mà để đổ vỡ hoặc là nói lời hớ. Mà người đủ định là người ta chậm xuống để người ta biết rằng người ta phải cần nói gì. Có những lúc người ta im lặng giây phút đó, không phải người ta sợ sệt hay thua thắng gì, mà người ta biết rằng chưa đúng lúc nói. Ví dụ như có một cái ông vua đó, ông chém đầu một cái người mà đánh xe cho ông. Người ta cản không được, vì ông nghĩ rằng ông đánh xe này chạm tới vua, phạm thượng. Thì có một ông quan, ông đủ định lực, ông vua ông nói: bẩm hoàng thượng, cái tên này nè đáng chết lắm. Thứ nhất là đã phạm thượng, thứ hai
là hắn đã làm cho hoàng thượng bị mang tiếng suốt đời là vì một kẻ đánh xe mà giết người. Ông hoàng thượng nghe xong nói thôi tha cho nó đi, không thôi trẫm mang tiếng chết. Biết cách khuyên vua. Nhưng mà nếu mà nói kiểu khác là ông vua cũng đâu có chịu, phải không? Đánh ngay cái tâm lý là ông vua sợ mang tiếng. Cái tên này nó đáng chết lắm, chết chém nó đi. Vì chết mà còn để lại cho vua mang một cái tiếng xấu là vì một cái tên đánh xe ngựa cho vua thôi, mà vua mang tội bất nhân giết người. Thôi thả cho nó đi, kẻo trẫm mang tiếng dưới thế gian. Ông đó là ông có định. Cho nên định á là thể hiện trong khi mình ngồi thiền. Nhưng khi sự thiền tập của mình nó vững chãi trong cuộc sống thì cái sự lắng trong tâm mình á nó đủ chúng ta ứng dụng trong cuộc sống mỗi ngày nhẹ nhàng. Ví dụ mình biết cái người đó sai, nhưng mà trong khi họ đang giận mình không thể nói gì hơn được. Cái người uống rượu sai có bao giờ nhận họ sai không? Không. Mà mình có dạy gì đi gây lộn với người sai không? Mà nếu mình gây lộn với người sai thì mình có sai theo họ không? Chẳng những sai mà còn điên đảo. Trong kinh Bát Nhã nói đó, điên đảo, chữ điên là gì? Nó không có đúng, nó lệch lệch vậy nè. Đảo là ngược lại. Chẳng những thấy không thấy sai mà còn ngược nữa, gọi là điên đảo. Cho nên cái anh uống rượu sai tại sao anh té? Là tại vì đường đi vậy mà anh thấy nó ngược lại. Tại sao anh nhồn nhào xuống ao? Tại vì anh thấy cái ao là cái bờ. Cái người sai là người mất tỉnh mới gọi là sai. Người tỉnh đâu có sai. Người sai không tỉnh mà mình đi cãi lộn với người sai là mình còn sai dữ nữa. Cho nên hai cái đứa học trò đó, một đứa làm bài toán 1 cộng 1 bằng 2, một đứa nó nói 1 cộng 1 bằng 3, nó cãi nhau ổn tỏi. Cuối cùng nó xách nhau lên ông thầy. Ông thầy kêu cái thằng làm đúng đó, phạt cho nó một trận, đập cho nó một trận. Nó tức mình, nó nói con làm đúng mà tại sao thầy đánh con? Ta không đánh người cái gì, ta đánh cái tội ngu. Biết nó sai mà vẫn cãi. Ngươi làm đúng là một chuyện rồi, nhưng mà biết nó sai mà vẫn cãi thì không phải dạy không? Cái người định là vậy đó. Cho nên cái người mà người ta có định, ta không có trách trời than đất gì, ta thấy được cái nhân quả, ta thấy được cội nguồn. Trời ơi, tôi đâu có làm gì, tự nhiên tao nói chửi tôi à. Bà thiệt bà không làm không? Đó, thành thử ra ngồi hồi truy truy à, hèn gì đó, thành thử phải có nguyên do. Và thậm chí bây giờ mình chưa biết gì hết cũng khoan nói, đủ định tĩnh mới nói. Vậy thì cái chữ định á nó lưu xuất thành cuộc sống của mình. Nhưng mà do đâu mà có được cái định đó? Hàng ngày phải thiền tập, hàng ngày phải tập lắng xuống, chuyện gì cũng không có nổi nóng ngẩu được. Đập bàn đập ghế đau tay, không giải quyết được vấn đề, đập dĩa đập chén cũng đi mua lại à. Cho nên mất định là mất tiền, mất định là mất thần thông. Cho nên có một cái ông thầy đó, ông ngồi thiền đó, rồi cái bữa nọ có một cái cô đó cô tới cổ xá ông về nè. Rồi cổ xá làm sao cái hai người chạm nhau đó, lúc mà cúi lên cúi xuống làm sao đó, cái ông mất thần thông. Bây giờ ông giận thần thông bay không được. Cho nên định là gì? Là sự chú tâm, sự vắng lặng do sự tu tập của mình. Thí dụ bây giờ đại chúng ngồi tụng thời kinh mà không có bị suy nghĩ ra, lo ra, tụng âm thanh lời lẽ mình tụng, tụng kinh vậy là tụng kinh có định lực đó. Cho nên khi mình tụng kinh á, một là mình nhìn, hai là mình nhìn xuống. Còn mình tụng kinh mà vậy. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điều Dạ Tha Di Lị Tô Bà Tù A Di Lị Đa Nam Bà Tì A Di Lị Đa Căng Đế A Di Lị Đa Căng Đa Dạ. Cái đó không có định.
cái đó không có định. Đó, thí dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta tụng kinh á, trong định á, là ta tụng ta nhiếp tâm. Vì vậy mà mình chắp tay cũng vậy. Khi mình chắp tay là 10 ngón tay mình khép lại. Mình khép lại mình để đâu? Để ngay đây nè. Để ngay cái đây, ngay cái trấn thủy của mình. Vì đây là cái chỗ mà mình lưu xuất. Để trên này cũng để như vậy thì nó không được, cho phải nhóm vậy nè. Mà để như vậy nó kỳ quá. Để ngay đây. Còn nếu mà mình để trên này một chút nữa, thì cho nên 10 ngón tay của mình chắc. Đây là một cái ấn nha. Đây là một cái ấn. Cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Một cái lạy xuống là cái phổ là rộng khắp. Cái lạy của mình rộng khắp hết. Cho nên đây là một cái ấn phổ lễ. Còn ví dụ mình cầm cái nhang mình cúng cho Phật, cầm cái nhang vậy, ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Đó. Cầm cái nhang, cầm cái nhang mà cầm hai cái ngón, hai cái ngón trỏ của mình vịn cái nhang cho nó chặt. Rồi 36 ngón này coi. Đấy, đây là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Chờ quý vị thấy người Hoa không? Mấy người Hoa mà khi họ lễ xong cái làm gì đó. Cho nên ấn hết á. Rầu quá đâu có cái ấn nữa. Ấn là ấn mất sổ gạo. Con chỉ ngồi tĩnh tọa niệm Phật, im lặng lắng nghe tiếng niệm Phật vang lên trong tạng thức, như vậy có phải là thiền không? Dạ phải. Nhưng mà nhớ là nghe trong tỉnh giác. Còn nếu mà mình nghe xong một hồi mình cứ như nào là mình biết mình đi vào giấc thụy du rồi đó, khúc thụy du rồi đó. Nếu mình ngồi á mà mình vẫn nghe tiếng niệm Phật mà mình tỉnh rất là rõ, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe từng tiếng rõ, nghe mà vẫn tỉnh. Quý vị nghe pháp á, mở tối mà mở cái iPad lên mở nghe đó, lúc đầu là nghe tỉnh lắm, nhưng mà ăn lát à, là lúc đó là ông thầy ổng ru mình rồi đó. Cái lúc mình trở mình á, cái mình nghe ông nói một hai câu. Có một lần đó có cái đạo hữu đó, ông dậy ông bấm cái nút đồng hồ mà nó báo thức rồi, nhưng mà thôi ông ráng nằm chút nữa. Tự nhiên cái ông nằm mơ mơ mà ông nghe Pháp Hòa nói nướng hồi coi chừng khét. Ông bật dậy ông tưởng Pháp Hòa đứng kế bên, nhưng mà không ngờ bài pháp nói cái câu đó đúng ngay chỗ ông đang nướng. Thậm chí mình ngồi thiền cũng vậy, mới đầu mình quán hơi thở, nhưng mà mình phải để ý là coi chừng mình rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Hôn trầm là nó buồn ngủ trong bụng đó nha. Mình buồn ngủ trong bụng, mình lắc lư mà mình không biết. Cho nên khi mình ngồi thiền á, miệng khép, miệng khép lại. Miệng khép xong rồi mỉm cười, để biểu lộ cái sự an tịnh của mình trong khi mình ngồi thiền. Mình niệm Phật á, nó có nhiều cách niệm lắm. Ví dụ mình lần chuỗi niệm, mình đi theo hơi thở niệm, hoặc đôi khi mình im lặng, mình để cho cái tiếng niệm Phật đi ra nhẹ nhàng trong tâm thức. Sao cũng được hết, miễn giây phút đó câu niệm Phật là đối tượng của mình. Câu niệm Phật là đối tượng của mình, và làm cho mình trong giây phút đó tỉnh lại. Chỉ có mình có câu niệm Phật và không gì khác. Cho nên tại sao chúng ta lấy hơi thở để làm cái đề mục? Bởi vì hơi thở là gần với mình nhất. Không thở là mình chết, đúng không? Vậy thì cái gì làm đề mục cho bước đầu niệm căn bản ngồi thiền? Hơi thở. Vì hơi thở là gần gũi với mình nhất. Mình thở ra mà không thở vô là mình chết. Cho nên trên đời này, nếu mình nói cho đúng cái gì quý, hơi thở là quý nhất. Vì nếu mà mình không còn thở, nghĩa là không còn gì quý nữa với mình hết. Tất cả đều trở thành
vô nghĩa đối với một người chết. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập ngồi tịnh. Và thưa đại chúng đừng có nghĩ rằng ngồi tịnh như vậy là tu gì hết cả. Và đừng có nghĩ rằng cái đó là đạo Phật. Không, trên đời này ai muốn có sự hạnh phúc an tịnh, người đó cần có sự lắng tịnh. Chỉ có khi nào mình lắng tịnh được như vậy, cuộc sống mình nó mới bình an nổi thôi. Tại vì cuộc đời này vốn dĩ mỗi ngày bấp bênh sóng vỗ, bụi bặm đủ thứ hết. Và chỉ cần chúng ta định tĩnh thì chúng ta mới có thể lướt qua được những cái đó. Còn không thì chúng ta vẫn sống nhưng mà rất khổ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là mỗi ngày chúng ta 20 phút so với 24 giờ mình sống trôi lăn bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày, 20 phút này không có gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình trở thành một cái thuần thục, 20 phút này sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ ha, bữa nào mình mệt có vì ngủ không có sâu, ngủ 10 phút thôi mà dậy là khỏe đó. Thí dụ đi làm về đó, mệt á, ngã lưng 10 phút ngủ thôi, 15 phút thôi, vậy là mình đủ cái energy liền. Tại sao? Vì mình ngủ không lo lắng, ngủ rất sâu, ngủ rất an. Còn những người mà ta ngủ một ngày 12, 13 tiếng, mình nghĩ ta ngủ vậy là khỏe phải không? Ngủ vậy mệt mỏi lắm. Mà nếu mà cứ tiếp tục ngủ như vậy hoài, cái dấu hỏi nó rớt. Ngờ u ngu hỏi ngủ, rớt chữ ngủ, rớt dấu hỏi. Ngủ nhiều mất dấu. Thôi hết giờ rồi. Thêm câu nữa không? Kính còn kính thưa sư phụ. Mới vô cái vấn đề nha. Cho con hỏi vài câu. Câu thứ nhất là tại sao thầy muốn đi tu? Tại tuổi quá nhỏ. Tại vì con nghe pháp thầy, thầy nói bắt đầu đi tu từ 7 tuổi tới bây giờ mà nó ghi bây giờ. Câu thứ hai của con là mình bắt đầu đi tu có khó không thầy? Câu số 3 là làm sao để học tu giỏi. Câu cuối cùng là thầy câu cuối cùng là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Trời ơi, nó còn lập luận nữa nha. Tại vì con đọc kinh Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Hay quá. Câu nào cô cũng trả lời được hết trơn. Tại sao thầy đi tu lúc thầy còn nhỏ? Không biết tại sao không? À, tại vì thầy thích. Bởi bây giờ thầy mới là thích Pháp Hòa. Một câu trả lời gọn nhất cho những cho Pháp Hòa đi tu là tại sao thầy đi bắt đầu vô chùa từ năm thầy còn rất nhỏ, 7 tuổi? Tại tôi thích. Chứ 7 tuổi biết cái gì? Không lẽ phải tôi chán đời? Không lẽ tôi thất tịnh? Không. Cho nên tuổi trẻ đời trai không có chán, tại mình thích thôi. Hỏi đi tu có khó không? Con muốn biết thì con đi tu giống thầy rồi con biết. Tại vì không thể nói được. Tại nói rồi con không tu làm sao? Nói dễ là không được. Câu thứ ba là làm sao để tu giỏi. Trước khi mà con muốn tu giỏi á, là con ở nhà con tập giỏi trước. Thí dụ con đi học á, là con làm bài cho giỏi. Về đi học về để đôi giày lên, cái phòng của mình phải dọn, cái mền của mình phải xếp, cái áo của mình máng lên. Mấy cái việc đó nhà mà con được giỏi như vậy là con tu rồi đó.
rồi mai mốt con vô chùa con cũng không chọc thầy trào máu kiểu đó. Tại vì ở nhà con cũng không chọc ba má kiểu đó, thì vô chùa cũng không sống theo cái lối đó, phải không? Xếp áo mình, khi mình mặc cái áo á, nó có cái bài kệ để mặc áo. Mang áo của người tu đem vui cho trần thế. Xin lỗi, mang áo của người tu tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Lúc mình mặc áo vạt hò, mình mặc áo la hớn thì đọc cái bài kệ đó. Ở nhà mình xếp mền, có bài kệ xếp mền: xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Mình sống mà mình có ngăn nắp, in order, nice and neat, đó là tu. Hồi nãy thầy nói rồi, phải không? Ở nhà mình muốn tu á, tu mới ra trước. Mà thật sự nó là cần tu mỗi ngày. Thậm chí một người xuất gia vô chùa rồi mà dép giày bỏ lung tung, áo quần vất lung tung, xin rửa mặt dơ giấy, thì người đó ở chùa 30 năm cũng chưa tu. Bởi vì cái chuyện quá nhỏ mỗi ngày mà. Anh độ sanh ở đâu mà chưa thấy, mà anh cái người bước vô nhìn cái xin rửa mặt của anh là người ta đã dội ra rồi, thì anh độ cái gì? Cho nên là cái chuyện tu á, nó là cái chuyện rất đơn giản, tờ u tu. Nhưng mà thật là cả một đời, chứ không phải chỉ có khoảng cách làm một chú tiểu đâu. Tu là tu cả đời. Từ cái áo, cái quần, từ cái y, từ bất cứ cái gì của mình mỗi ngày mình để tâm vô đó là tu. Nấu cơm phải hết lòng trong việc nấu cơm là tu. Đi học, tụi con là học bài ở nhà nha. Mấy đứa đi học bài ở nhà, khi làm bài không bắn game, không send message cho bạn, trừ trường hợp phải hỏi homework. Trời ơi, bây giờ mình thấy nó đeo cái headphone vô đây nè, rồi nó ngồi nó lắc về nó làm bài được, cho nên viết chữ nào nó cũng như cua vậy. Thứ ba là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Khi nào thầy thành Phật thầy báo con biết. I will invite you for my thành Phật celebration. Thôi hết giờ rồi, thầy chuẩn về nghỉ. À, thưa đại chúng, tối hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt ở chùa Linh Sơn. Ngày mai theo chương trình thì Pháp Hòa sẽ có sinh hoạt với đại chúng hai buổi, 10 giờ sáng và 2 giờ chiều ở tại chùa Phật Tổ. Dạ, thì mong được dịp gặp lại đại chúng một ngày nữa trước khi Pháp Hòa ra phi trường. Và chưa biết chừng nào chúng ta đủ duyên sẽ gặp lại. Nhưng mà lần này gặp nhau thì xin hãy trọn vẹn có mặt cho nhau trong giây phút này. Cầu nguyện đại chúng và gia đình luôn luôn được an vui, sức khỏe, tinh tấn tu học để làm lợi lạc cho mình, cho gia đình, cho người thân của mình, và thể hiện cái tình thương của mình thật là trọn vẹn bằng sự chuyển hóa của chính mình. A Di Đà Phật. Rồi, mình cứ hồi hướng trước đi. Dạ. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.